xin chào tất cả các tình yêu. Hôm nay em lại lên để like đẹp cho mọi người đây. Mọi người vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Hôm nay có nhiều quà lắm ạ. Đây em xin giới thiệu. Đây là mẫu 1. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân nhé mọi người. Nằm rất là sướng ạ. Mọi người vào xem chia sẻ giúp em đi ạ. Dẫn nhiều người xem. Đây này, đưa Dung này. Đưa Linh ra xem. Linh ở đâu? Xin chào Nguyễn Quang Anh. Anh muốn mua mẫu đệm nào bên em ạ? Anh vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Liên của Liên Liên. Đây. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà đi nào. Hôm nay shop có rất nhiều quà tặng đến cho mọi người đấy ạ. Mới có 3 người xem thôi. Anh Nguyễn Quang Anh muốn mua gì ạ? Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. Hôm nay shop có rất nhiều quà để tặng mọi người đấy ạ. Xin chào tất cả các bà. Các bạn lên chia sẻ để nhận quà nhá. Không may lên xem để em tự giới thiệu ạ. Đây là con gấu mẫu 1 xám Totoro nha mọi người. Con này chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 20 phân ạ. Mọi người lên xem chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. Hôm nay mọi người chia sẻ vào 5 nhóm, em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà. 5 món quà em đã ghi ở trên livestream đó ạ. Mọi người lên xem để tăng view nha. Mua chia sẻ nhiều giúp em đi ạ. Bên em hôm nay sẽ tặng mọi người 5 món quà đấy ạ. Đây, mẫu đệm bên em đây ạ. Có rất nhiều mẫu xinh luôn. Con này là con xanh Totoro xanh, chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 20 phân nha mọi người. Xin chào Thu Trang, Trang xinh. Chia sẻ để được quà nha mọi người ơi. Mọi người lên xem và chia sẻ giúp em đi ạ. Thôi để em giới thiệu. Con này là con mẫu 1 xanh, giá đang sale còn 998.000 nha mọi người. Tiếp theo đó là con màu hồng Kitty rất xinh nha. Xin chào chị Thân Thị Hương Sao. Xin chào chị. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Mọi người mua hàng inbox vào cho shop nha. Đây, mẫu này đang hot của bên shop em nè. Con này là con mẫu số 5 xám, cao 40 phân. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5. Nằm rất là sướng. Nào Liên xinh gái nhảy cho chị Hầu Như Nguyễn xem. Nhảy lên đi em. Đứng lên nhảy đi. À, màu hồng Kitty hay là hồng gấu xinh hả chị? Con gấu xinh kia giá là 898k nha. Con mèo Kitty giá là 998k. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Để nhận quà từ shop nha. Đây là con xám mẫu 1. Bên em đang bán với giá là 998.000, giá sale đó mọi người. Nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi từ shop nào. Mọi người ơi, Trang xinh cười cái Trang xinh. Mọi người lên chia sẻ giúp em nhé để nhận quà từ shop nha. Xin chào bạn Hồng. Mọi người mua mẫu nào nói cho em biết nha để em tư vấn ạ. Ba người thì mình nên chọn mẫu 5 màu xám này nha chị Hồng Nhung. Con này có giá là 1.198.000.
nằm rất là êm nha bạn. Trên nó phủ cho mình một lớp tuyết nhung, nệm này làm từ chất liệu là PVC chống thấm nên phủ cho mình một lớp tuyết nhung nằm rất là êm nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. 40 người xem rồi. Tiên sinh ơi, 100 người xem mình sẽ phát quà cho mọi người nha. Mọi người lên like và chia sẻ giúp em đi nào. Nằm rất là êm nha chị. Hai con mẫu năm này nằm thoải mái 3 người ạ. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha. Không bị lún ạ, nhảy thoải mái. Cả nhà lên nhảy cũng không sao. Đây mua con hồng màu Kitty này cũng rất là xinh ạ. Con hồng này giá là 998.000 nha mọi người. Ok chị Hồng Nhung Nguyễn, lên inbox cho shop nha chị. Đặt hàng hôm nay shop tặng cho chị 5 món quà đấy ạ. Ok cậu Út Họ Đặng, lên inbox cho shop nha. Đặt hàng hôm nay shop sẽ có 5 món quà để tặng mọi người đấy ạ. Đây để em giới thiệu lại con xanh này. Con xanh mẫu 1 giá 998.000, dài là 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Đổi quà lấy bạn đang ngồi trên đệm được không shop? Được nha bạn. Vi Nguyễn bạn muốn hỏi con nào ạ? Mét 5 hay mét 2 để em tư vấn ạ. Cảm ơn chị Hồng nha. Mẫu nào bên em cũng xinh hết ạ. Cảm ơn chị Khánh An nha. Phan Ngọc Long để lại số inbox cho shop nhá. Để trên này em không gọi được đâu ạ. Để lại số inbox lại cho shop nha. Anh quan bạn là Phan Ngọc Long quan tâm đến mẫu nào để em tư vấn ạ? À? Huy Lê Tuấn ơi để lại số thì bạn inbox vào shop nha. Ở trên này thì không gọi được trực tiếp cho nên là các bạn inbox vào shop để có người gọi điện trực tiếp cho bạn nha. Huyền Hồng cảm ơn chị, yêu quá shop ơi tư vấn em với. Chị để lại số trên inbox nha chị. Để trên này bên em không thể nào mà gọi được cho chị đâu. Chị inbox vào cho shop đi nha. Chị Huyền Hồng chị muốn mua mẫu nào để em tư vấn ạ? À? Đây mẫu con cao này rất là xinh nha. Mẫu 5 xám Totoro. Cả nhà nằm thoải mái mà không bị lún đâu ạ. Em cảm ơn mọi người nha. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đây, 5 món quà đó là 5 món quà là hôm nay mình sẽ tặng cho các anh, các chị, các bạn, mọi người một cái bơm hai chiều này, bịt mắt này, bịt tai này, keo dán, miếng dán và một gối ôm nha. Hello anh Trần Hùng, anh muốn hỏi mẫu nào bên em ạ? À? Mẫu bên em có giá từ 698.000 đến 1.198.000 nha anh. Anh muốn hỏi mẫu nào ạ? À? Cái màu xanh ở trên tường kia mẫu 7 giá là 698.000 ạ. Mọi người vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đây là mẫu xám cao 20 phân giá là 998.000. Ngố mắt to, cảm ơn chị nha. Ok, mọi người đặt hàng inbox vào shop nha. Chị Ken được 3, chị đặt mẫu nào bên em nhở để em tư vấn ạ. Cái to giá là 1.198.000 nha chị. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha. Cả nhà mình nên nằm không sao đâu ạ, không bị lún, nằm rất là êm. Ở trên nó phủ chị một lớp tuyết nhung, nằm sướng lắm ạ. Đây con to này đây. Trang nhảy lên Trang ơi. Mẫu hồng, anh muốn hỏi mẫu hồng mét 2, mẫu hồng mét rưỡi ạ? À? Mét rưỡi giá là 998.000, chiều dài là 2m2, chiều rộng mét rưỡi ạ, cao 20 phân. Con gấu xinh xinh ở trên kia là chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m2 ạ, cao 20 phân ạ. Ok anh Lê Huy Tuấn, check inbox cho anh Lê Huy Lê Tuấn Lộc Sinh ơi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để tặng quà nha. Hôm nay shop sẽ tặng cho các bạn mua 1 tặng 5 ạ, nhanh tay đặt hàng số lượng có hạn ạ. Đây đây bạn Trang nhảy lên đấy, bạn nhảy mà không hề sao cả. Đệ vẫn nhảy rất là thích. Dùng được à anh, dùng được mấy năm lận anh ạ. Nói chung là cái này dùng được rất là lâu chị Nguyễn Thị Vân Anh nhá. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Thì em tư vấn cho chị. À cái này xẹp đi, đóng vào trong thùng nặng khoảng 10 cân chị nhá. Mình có thể khi nào mình thích mình có thể bơm lên. Khi nào mà mình muốn mang đi du lịch mình lại tháo hơi ra chị nhá. Nó đựng được trong một cái thùng như thùng mì tôm ấy ạ. Ok.
Nệm nhỏ nhất mét mấy chị? À, nệm nhỏ nhất là 1m2 chị nhá. À, chiều rộng là 1m2, chiều dài là 2m1 và cao 20 cm. Đây là con gấu này ạ. Con gấu hồng và con gấu cà phê đấy chị nhá, chị Hồng Phan nhá. Ok chị, thân thị Hương Sao. Chị để lại số trong inbox đi chị ơi. Để đây không gọi đâu ạ. Hoặc là các chị có thể gọi trực tiếp vào hotline nha. 0917 7989996 ạ. Mẫu cao này rất là xinh đấy ạ. Cả nhà mình nằm không hề sao. À chị Hồng Phan, chị hỏi mẫu nào ạ? Mẫu cao này giá là 1198 nha chị. Ba con xám này này, với lại con hồng Kitty và con xanh Miam đang đồng giá nhá, 998k. Mọi người mua mẫu nào ý? Mọi người mua mẫu nào comment trên để em tư vấn ạ. Chị Hồng Phan, chị mua mẫu nào ạ? Mọi người lên like và chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng hôm nay shop sẽ tặng cho các bạn 5 món quà, đó là một bơm 2 chiều này, nhỏ nhất đây ạ. Nhỏ nhất là 1m5, rộng là 2m, cao 20 phân nha chị. Giá là 698.000 ạ. Chị ơi, ok anh Khánh An. Vâng. Chị đợi em một chút để bên em check lại inbox của chị nha. Ok chị. Đây, bên em có rất nhiều mẫu xinh ạ. Hai con Totoro xám, một con cao, một con thấp. Con thấp giá là 998.000, con cao giá là 1.198.000 ạ. Con cao thì nó làm sẽ thích hơn bởi vì nó cao hơn. Con mèo hồng Kitty này cũng rất là xinh ạ. Chị Khánh An check inbox nha. À, chị Tít Còi, cái này phải bơm. Vâng ạ, cái này sử dụng một bơm 2 chiều nha chị. Chị đặt hàng hôm nay bên em tặng cho chị luôn một cái bơm 2 chiều đấy ạ. Đây ạ, bơm 2 chiều. Bơm 2 chiều cứ thế bơm vào được chị nhá. Ờ, anh ơi. À đây, cái bơm 2 chiều của bên em này ạ. Bơm vào chắc chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút thôi là được một cái đệm như cái kia chị nhá. À, shop ở 219 Trung Kính bạn nha. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp hoặc có thể qua shop xem nha. Anh để lại số, anh vào inbox qua shop nhá. Để trên này thì bên em cũng gọi trực tiếp vào cho anh ạ. Anh inbox vào trong shop thì nhân viên bên em sẽ gọi trực tiếp cho anh nha. Đây, bơm 2 chiều bên em nè. Mọi người mua cái bơm này ở ngoài đã giá là 150.000 rồi ạ. Hôm nay mọi người chia sẻ cho shop em, shop sẽ tặng luôn cho mọi người cái bơm này giá 150.000 luôn nhá. Rồi đây, cái bơm này đây. Mọi người khi mà lắp cái nút bơm này nha, không được lắp nhầm vào cái lỗ thông gió này mà phải lắp vào bên này này. Nhiều người gọi điện cho shop là tại sao đệm nó không lên, nhưng mà do mọi người là không biết cách lắp nha. Bên em đã có tất cả những video quay cách bơm rồi đấy. Lê đâu? Có bán đệm và người không shop? Có, anh ơi, anh muốn mua ai ạ? Anh Phạm Tuấn, anh mua mẫu nào để bên em tư vấn nha. Không những mua đệm mà còn được ngắm người xinh nữa. Toàn hot girl, Liên hot girl. Đâu có An già đâu, An già. Tiết Còi, Đỗ Thị Lý thích không? Chị Tiết Còi ơi, chị chia sẻ giúp shop nha. Chị Phạm Hòa, cảm ơn chị nha. Mọi người mua mẫu nào comment cho em để em tư vấn ạ. Chị Nguyễn Bảo Trân, bộ nhỏ nhất, à đây ạ. Mẫu nhỏ nhất bên em là đệm trơn, giá là 698.000 nhưng mà nó không có đầu gấu. Mẫu mét 2, 2m1 thì có đầu gấu mọi người nha, con hồng ở trên ấy ạ. Con sáo, con gấu, xám cà phê, giá là 898k nha chị. Chị đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ qua inbox của shop nha. Và anh Phạm Hòa toàn người đẹp thôi. Anh ơi, mua đệm tặng người anh ơi. Cảm ơn anh nha. Liên nhảy cho các anh xem. Liên hot girl, nhảy. Tao thuê giày ăn nhảy mà không nhảy được là Liên. anh Phạm Toàn mua con Totoro cao này, em tặng luôn cái con bé đang nhảy anh ơi. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Mọi người chia sẻ cái livestream này vào 10 nhóm, em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà, đó là một bơm 2 chiều này, bịt mắt này, bịt tai này, keo dán, miếng dán cho mọi người. Anh đi đi. Nhảy đi bạn xem này, nhảy đi các em ơi, lên nhảy đi. Mọi người lên xe giúp em nha. Xe vào 10 nhóm em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà đấy ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Anh Tuấn, cái đấy giá bao nhiêu em? Anh ơi, anh muốn hỏi cái nào ạ? Cái cao hay cái thấp thì em tư vấn cho anh nha. Cái cao giá là 1.198.000. Cái bé này 20 phân giá 998.000 nha anh. Còn có cái nhỏ hơn như kia,
Và con màu hồng gấu xinh kia và con gấu cà phê giá là 898.000 ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em nha. Lên chia sẻ và 10 nhóm. Bên em sẽ check lại rồi mới phát quà cho mọi người đấy ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em nha. Cái đấy giá bao nhiêu? Anh hỏi cái nào anh ơi? Cái màu xanh này giá đồng giá với con màu hồng bên cạnh là giá 998.000 nha anh. Mẫu 1 dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Bên em kiểm tra và trang cá nhân kiểm tra, mọi người đã chia sẻ bên em mình tặng quà cho mọi người nha. Chị Đặng Huyền ơi, chị thích mẫu nào bên em ạ? Bên em có nhiều mẫu xinh lắm ạ. Hàng vừa mới về rất là hot, hot hòn hòn luôn. Giá rẻ như bèo. Nằm rất là êm. À, cho bạn Mầm Mầm lên nhảy. Ăn già cú lên nhảy đi em. Anh Thiên Lưu ơi, anh muốn hỏi mẫu nào ạ? Bên em có rất nhiều mẫu, mẫu cao nhất giá là 1.198.000 ạ. Mẫu nhỏ hơn giá 998.000 nha. Bạn nào cũng chân dài ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Chia sẻ vào 10 nhóm bên em sẽ tặng cho anh chị 5 món quà đấy ạ. À, 1m8 thì bên em không có hàng đâu anh nhá. Rộng nhất là 1m5 đấy ạ. Con này là con cao cao này là nhà 4 người là nằm thoải mái nha chị. Chưa vào sạc chưa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được rồi, được rồi. Đây, đây này. Ừ. Rồi. À, có cái nào rộng 1m5 là rộng nhất rồi nha mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Eva shop nha mọi người ơi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng ngày hôm nay shop tặng mọi người rất nhiều món đồ đẹp đó. Một cái bơm hai chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán và miếng dán ạ. Có Doraemon, không có Doraemon đâu chị ơi, nhưng mà có mèo hồng xinh này, gấu này hoặc là con Totoro xám, rất là đẹp luôn nha. Không có Doraemon chị nha. Đây bên em có rất nhiều mẫu xinh. Chị lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha chị. Bên em sẽ tặng cho chị một cái bơm hai chiều này. Bơm này giá ngoài thị trường giá là 150.000 rồi đấy ạ. Ai chia sẻ vào 10 nhóm, shop sẽ tặng cho mọi người một cái bơm hai chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán cho mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Con to này dài là 2m2, rộng 1m5, cao 40 phân là cả nhà mình nằm thoải mái rồi đấy ạ. Mọi người lên like lên chia sẻ giúp em nha. Anh Văn Phùng, có cái nào một mình nằm xem TV không? Có anh ơi, có con mẫu gấu cà phê số 2 này, giá 998.000, rộng 1m2, dài 2m1 anh nhá. Bao nhiêu ạ? À, anh Phạm Siêm ơi, để lại số điện thoại thì anh inbox vào shop nhá. Shop sẽ gọi lại luôn cho anh ạ. Chị Lã Thanh Huyền, con to giá là 1.198.000 nha chị. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5, cả nhà nằm thoải mái ạ. À, chị Eric Nguyễn ơi, chị để lại số thì chị inbox vào shop nha. Để chị này em không gọi được cho chị ạ. Anh Văn Phùng to quá. Không thì anh lấy cái đệm trơn này đi anh. Đây đệm trơn này 1m5, rộng là 2m, giá chỉ có 698.000 thôi ạ. Giá rẻ như bèo nhưng tay đặt hàng nhanh để nhận quà từ shop ạ. Anh ơi, bên em có bán người mẫu nha anh. Anh mua đệm nào là bên em kèm theo người mẫu luôn đấy ạ. Anh Lê Thanh để lại số inbox vào shop nha anh. Anh để trên này em không gọi được cho anh đâu ạ. Anh inbox vào shop để sẽ có các bạn tư vấn cho anh nhá. Ok. Đây mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận bơm nào. Đây. Mọi người dùng bơm nha. Đây này có nước công tắc ở bên cạnh đây này. Nước công tắc. Chị ơi, chị em xem đây là nước công tắc này. Đây mọi người nhớ là cho đầu bơm vào đây nha mọi người. Bên em có 3 nút này to. Ở trên một cái đệm thì thường là có 2 cái gen. Mọi người đầu tiên là mọi người phải bơm cái gen to nhất này, cho đến cái gen ở giữa. Rồi, còn cái nhỏ nhất là để bơm gối nha mọi người. Chị Lã Thanh Huyền, tí em inbox shop. Ok chị. Hà Nội à? Hà Nội thì phí ship từ bên thuê ship ngoài chị chắc là rơi vào tầm khoảng 50-60.000 thôi chị Hồng Thái nha. À người mẫu cần bơm nha anh. Em chia sẻ. Ok chị Lã Thanh Huyền, để bên em đi kiểm tra rồi à. Chốt đơn hàng cho chị nha. Tặng cho chị một cái bơm hai chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán và miếng dán nha chị. Ok. Đây, để em giới thiệu lại con mẫu cao này hot nhất bên em này. Giá là 1.198.000. Chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 40 phân nha. Chị Bảo Vi giới thiệu giá kích thước. Ok chị. Con mẫu xám Totoro, chiều dài là 1m5 này, chiều cao là 20, chiều dài 2m2, đồng giá với con xanh và con hồng Kitty này chị nhá.
Dài em báo lại, dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân nhá. Giá 998.000. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để nhận quà nha mọi người ơi. Cái 600 đâu chị? À đây anh ơi, cái 600 698.000 nha anh. Đệm trơn ấy ạ. Dài 1m5, rộng 2m, cao 20 phân ấy ạ. Màu hồng như quá để cho một bộ eo shop. Bạn Hằng Trương ơi, bạn mua thì bạn inbox vào eo shop nha. Chị Bồi Hiền để lại số điện thoại trên này em không gọi được đâu ạ. Chị inbox vào eo shop để shop tư vấn cho chị nha. Chị Lã Thanh Nguyền, cái to không ạ, cái to chỉ có mẫu này thôi chị nhá. Màu xám này nhìn rất là sang luôn đấy ạ. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5 nhá chị nhá. Con này là nhìn xinh, đang hot nhất bên em chị nhá. Màu khác không có đâu, em sợ những màu khác là rất là bẩn. Con này nhìn vừa sang vừa đẹp đấy ạ. Mọi người để lại số điện thoại thì inbox vào shop nha. Để trên này em không gọi được cho mọi người. Đây để em giới thiệu lại qua cho mọi người nha. Con mẫu 1 này dài là 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân, giá là 998.000. Đồng giá với con xanh mẫu 1 và con hồng Kitty ở dưới kia đều 998.000 nha mọi người. Con gấu xinh tít ở trên kia dài là 2m1, rộng là 1m2, cao 20 phân, giá là 998.000 đấy ạ. Mọi người giặt vệ sinh rất là dễ nha anh Mai Đình Văn. Mình chỉ cần lấy một cái khăn ướt mình lau qua là sạch thôi ạ. Vệ sinh sạch sẽ, rất là dễ dàng. Quay cái màu hồng mình xem. Ok chị, đây màu hồng đây ạ. Dài 1m5, dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Kèm theo gối. Chị Lã Thanh Huyền ơi, có kèm theo gối chị nhá. Mọi người xe 100 xe em sẽ tặng quà cho mọi người ạ. Mọi người chia sẻ cho em vào 10 nhóm để nhận phần quà từ shop nha. 5 món quà đang đợi mọi người đấy ạ. Kèm theo gối, có kèm theo gối ạ. Anh Đoàn, anh hỏi mẫu nào bên em ạ? Cái cao 40, giá là 1.198.000 nha anh. Đây ạ. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha anh. Giá là 1.198.000 ạ. Giá rẻ như bèo anh, nhưng tay đặt hàng nha. Trang ơi, Trang xinh nhảy lên xanh xiên. Trang xinh ơi, nhảy thao hồ mà không bị lún. Mai ơi, chị gái lên để chị. Đấy mọi người thấy chưa, ba người lên mà không bị sao nha, nằm ba người thoải mái. Ba đứa nằm xuống xem nào, ba đứa nằm xuống. Ship Bình Phước chắc rơi vào tầm khoảng 160 đến 170 nha chị, nhưng mà shop sẽ hỗ trợ chị 70.000 nếu như chị đặt hàng trong ngày hôm nay. Thanh toán cho shop là 100.000 thôi ạ. Chia sẻ bao nhiêu lần thì được tặng quà? Chia sẻ chia vào 10 nhóm nha chị, vào 10 nhóm mà để ở chế độ công khai nha. Ship tiền ship thì em không được nhận đâu nha mọi người. Bên shop, mọi người đặt hàng hôm nay shop sẽ hỗ trợ tiền ship cho mọi người đấy ạ. Giá chị Ngọc Ánh ơi, chị muốn mua mẫu nào ạ? Mẫu cao nhất có 3 bạn đang nằm kia, giá là 1.198.000 ạ. Con bên cạnh này thấp hơn, giá là 998.000. Đồng giá với con màu hồng và con màu xanh bên này nhá. Giá rẻ như bèo, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 101 người xem rồi. Mọi người chia sẻ cho em vào 10 nhóm này. Bên em kiểm tra trên trang Facebook mà thấy mọi người chia sẻ rồi, bên sẽ tặng quà cho mọi người nha. Một bơm hai chiều, gối ôm hoặc gối đầu, bịt mắt, bịt tai, keo dán ở miếng dán ạ. Cho em nhảy với các chị. Ok, anh Đoàn anh lên đây nhảy với bọn em nha. Lan Ngọc đẹp lắm shop ơi. Cảm ơn chị Lan Ngọc nhé. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Ok anh trang trí đô thì anh inbox lên cho shop trước nhá. Chắc là nhiều khách quá các bạn không inbox kịp cho anh ạ. Anh lên inbox trước con shop nha. Ghế hơi à? Ghế hơi em có nhưng mà hôm nay em lại để ở dưới kia mất rồi. Có ghế hơi nhanh Văn Phùng, anh lên inbox cho shop đi ạ. Để shop sẽ gửi hình cho anh. Hai mọi người ơi, có nhiều mẫu xinh lắm ạ. Đây, hai bé chân dài đang nằm trên mẫu 1. Giá là 998.000 nha anh. Có ghế hơi ạ, shop ở 219 Trung Kính nha anh. Ship Thanh Hóa chắc là rơi vào tầm khoảng 130 đến 140. Nhưng mà shop hỗ trợ chị 40.000 nha chị Lã Thanh Nguyên. Chị đặt hàng hôm nay chị chỉ cần thanh toán cho em là 100 thôi ạ. Ghế hơi giá 698.000 nha anh. Ghế hơi hôm nay em quên mấy em không mang lên. Để mai em like thì em sẽ mang lên cho anh xem nha. Hoặc anh inbox vào cho shop đi, thì shop gửi hình cho anh ấy nhá. Có ghế hơi đấy ạ. Ok chị Huỳnh Thiên Huy, chị lên inbox cho shop trước nha chị. Bên em chắc là nhiều bình luận comment của các bạn là không inbox vào cho chị trước, nên là các chị lên inbox trực tiếp cho shop nha. Shop sẽ gửi hình này giá đầy đủ cho mọi người nhá. Không bị xẹp đâu anh Hoàng Hải Lý nhá. Đó, ba em lên nằm cho chị. Đây để em cho ba đứa lên nằm cho anh xem. Con mẫu cao nhất, không bao giờ bị xẹp. Nằm rất là êm ở trên phủ tranh một lớp thép nhung anh nhá. Ở dưới thì làm bằng nhựa PVC chống thấm anh ạ. Vệ sinh cũng rất dễ dàng, anh có thể mang đi du lịch được ạ. Ok chị Huỳnh Thiên Huy, chị lên inbox cho shop đi ạ. Không bị xẹp anh nhá.
Anh Hoàng Hải Ly ơi, anh muốn mua mẫu... À, chị Hoàng Hải Ly ơi, xin lỗi chị nha. Chị muốn mua mẫu nào để em tư vấn ạ? Mẫu 3 bạn đang nằm giá là 1.198.000. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5 chị nha, cao 40 phân nha. Cả gia đình 4 người nằm thoải mái. Ê, cảm ơn chị Nguyễn Thanh Nhàn nha. Chị đang chia sẻ giúp em để nhận quà nha chị. Ok anh Bùi Văn Đoàn, anh mua đi, shop sẽ tặng khuyến mại cho anh một bạn nha. Anh lên chia sẻ giúp shop nha. Lên anh chia sẻ vào 10 nhóm, shop sẽ tặng cho anh 5 món quà nha anh. Đấy, mẫu này 3 bạn ngồi nằm lăn lê thoải mái, không bị xẹp ạ. Ở trên nó phủ một cho mình một lớp tuyết nhung, nằm rất là sướng nha. Mẫu màu xanh, mẫu màu hồng bên này cũng rất là đẹp nha. Mấy cái hồng kia bao nhiêu? Cái hồng ở dưới giá là 998.000 nha chị. Ở trên giá là 898.000 ạ. Lấy một nệ. Ok chị Bảo Vi, chị Bảo Vi lên inbox cho shop nha. Để shop cho được hàng cho chị. Ok chị. Đây ạ. Mẫu 1.198.000, mẫu này đang hot nhất bên em nhé. Chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 40 phân, cả gia đình nằm 4 người thoải mái ạ. Đào Trúc Giang cho em xin kích thước chất liệu vậy. À vâng, đệm này làm từ chất liệu là PVC chống thấm chị nhá. Ở trên nó phủ cho mình một lớp tuyết nhung, nằm rất là êm nhé. Chiều dài của con này là 1m5, chiều rộng là 2m2, cao 20 phân. Con này chiều dài chiều rộng y như vậy nhưng chỉ khác là 40 phân thôi, giá sẽ cao hơn. À, được tặng bơm đúng rồi chị Bảo Vi ơi, chị lên chia sẻ giúp shop vào 10 nhóm công khai, shop sẽ tặng cho chị 5 món quà nhá. Một bơm điện 2 chiều, nếu chị bơm đệm này bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu cho chị. Bơm này mọi người mua ở ngoài giá đã là 150.000 rồi ạ. Bơm điện chỉ trong vòng 2-3 phút là được một cái đệm nha mọi người. Có mẫu nào bé bé mít 5 không? Có chị nhá. Chị Huyền Thu Nguyễn đây ạ, mẫu mít 5 bên em ạ, mẫu nào cũng mít 5. Nhưng mà chị muốn hỏi chiều dài hay là chiều rộng là mét 5 hả? Mét 5, 2m2, cao 20 phân đấy ạ. Vừa sửa được. Cái chốt hả chị? Cái chốt sửa được nhá chị. Cái chốt mình sửa được thì ạ. Dạ, em chào chị Phương Thảo nha. Có hình gấu nâu không ạ? Có hình gấu nâu nhưng mà chiều dài của nó chỉ là 2m1 thôi chị nhá. 2m1, rộng là 1m2, cao 20 phân, giá 898.000 ạ. Ok chị Bảo Vi, chị Bảo Vi chia sẻ để Bim đi kiểm tra nha, để tặng quà chị nha. Chiều dài bạn ơi, chị ơi chiều dài thì có hai loại chị ạ. Chiều dài một cái loại con gấu cà phê nhạt thì là 2m1, còn các mẫu còn lại là dài 2m2 nha chị. Chiều rộng 1m8 không có đâu chị Đào Thu Phương ơi, bên em chỉ có 1m5 là rộng nhất rồi đấy ạ. Ok chị Lã Thanh Huyền nha, cho chị kiểm tra trước khi nhận hàng nha, để chị yên tâm ạ. Rồi mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng hôm nay shop tặng mọi người 5 món quà đấy ạ. Một bơm 2 chiều, keo dán, miếng dán, bịt mắt, bịt tai, gối ôm hoặc là gối đầu nha. Nhà chị có cái giường mà nó bị hư cái chốt mồm. Cái gì ơi? Ok chị nha. Cảm ơn anh Cao Thạch Nguyễn nha, anh chia sẻ giúp shop nha để nhận quà từ shop nha anh. Đây để em giới thiệu lại nha, con mẫu xanh này giá là 998.000, chiều dài là 1m5, chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân nha anh. Đồng giá với con Kitty ở dưới đấy ạ. Hồng Kitty nhìn rất là xinh luôn. À ok chị Đào Thu Phương, chị đặt hàng hôm nay shop tặng chị luôn một cái 3 miếng dán này, keo dán miếng dán nha chị. Tặng kèm cho chị cả bịt mắt, bịt tai và bơm 2 chiều đấy ạ. Nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn nha mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để nhận quà nha mọi người, chia sẻ lên 10 nhóm bên em vào kiểm tra. Nếu mọi người đã chia sẻ rồi bên em tặng quà cho mọi người nha. Thủng mọi người yên tâm nha. Thủng là bên em đã tặng cho mọi người keo dán miếng dán rồi đó. Dán vào là sử dụng như bình thường, như lúc ban đầu. Đây, con xa xa kia, con gấu xinh kia, chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m2 nha mọi người. Giá 898.000 ạ. Hình gấu nâu ở chị, gấu nâu bạn Trang xinh xinh đang nằm kia giá là 898.000 đó chị. Gấu cà phê nhạt phải không ạ? Chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m2 đấy ạ. Rất là xinh luôn con mẫu gấu 898k kìa. Màu cà phê nhạt nhìn vừa sang vừa đẹp đấy ạ. Đây để em quay qua một lượt cho mọi người xem nha. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để nhận quà mọi người ơi. Đặt hàng hôm nay shop tặng các bạn 5 món quà đấy ạ. Một bơm 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán ạ. Ok chị Bảo Vi, chị lên inbox vào shop nha. Ok chị. Chị Bảo Vi chuẩn bị nhận quà từ shop nha. Một bơm 2 chiều, keo dán, miếng dán, bịt mắt, bịt tai và gối ôm hoặc là gối đầu nha chị.
Bơm 2 chiều này mọi người mua bên ngoài giá là 150.000. Mặt hàng hôm nay shop sẽ tặng, shop sẽ tặng luôn cho các bạn 689k. À đây ạ, là một cái đệm trơn nha chị Hồng Đỗ. Đây ạ, 698k, mẫu 7 đệm trơn, chiều dài là 2m, chiều rộng là 1m5 đấy ạ. Mọi người mà không thích đầu gấu thì mọi người có thể mua cái đệm trơn này mang đi du lịch, hoặc là mang đi du lịch thoải mái nha mọi người. Gập gọn vào trong một cái thùng, như thùng mì tôm thôi ạ. Không có con, chỉ có con Totoro thôi ạ. Ở đây anh Nguyễn Huy Hoàng, màu xanh của anh đây ạ. Chiều dài 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân nha anh. Giá 998.000 ạ. Nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi từ shop nha. Chị áo đen là bay, ôi chị ơi, áo đen là áo đen cao, áo đen thấp hả? Con bạn áo đen này là bạn An này, con này giá là 1.198.000. Còn hai con kia, một con hồng Kitty giá 998.000 đấy chị. Con gấu cà phê nhạt giá là 898.000 ạ. Chị muốn hỏi là bạn áo đen nhưng mà nằm ở mẫu nào hả chị? Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em để nhận quà nha. 5 món quà hot hàng hòa đang đợi mọi người đấy ạ. Đâu rồi? An xin, An già cú lên nhảy cho chị. Đấy, bạn lên nhảy cho chị. Nhảy thoải mái mà không hề bị lún mọi người nha. Anh Nguyễn Huy Hoàng, anh thích thì anh inbox vào shop nha, để shop gửi hàng cho anh ạ. Cho mình xem là ok chị, đây ạ, 698.000. Dài là 2m, rộng là 1m5 nha chị. Giá 698.000 ạ. Chị lên chia sẻ giúp shop đi, để shop tặng quà cho chị nha. Không rơi. À, không rơi đâu. Rơi này. Không rơi được. Không phải. Chị lên chia sẻ giúp shop nha chị, để nhận 5 món quà từ shop. Shop là bột bơm 2 chiều, bánh keo rán, miếng rán nha chị. Bịt mắt, bịt tai nữa ạ. Shop ở Hà Nội nha chị. Chị Lê Anh Quỳnh, chị ở đâu ạ? Shop ở Hà Nội nha mọi người. Mọi người lên chia sẻ, lên like giúp em nha, để nhận quà nha. Rồi, đây để em. Bạn An đang nằm này là chiều cao của nó là 40 phân, chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5 nha mọi người. Con này cả gia đình 4 người nằm thoải mái luôn ạ, nhảy không hề bị lún. Chị Nhi Sakara Nguyễn ơi, chị muốn hỏi mẫu nào ạ? Mẫu này cao 40 phân, giá là 1.198.000 nha chị. Cảm ơn anh nha. Bạn áo trắng xinh quá, bạn áo trắng kìa. Xin chào cả nhà đi. Bạn này là bạn Lộc búp bê nhá. Ánh Lộc búp bê anh ạ. Mua đệm tặng người anh ơi. Mua đệm tặng người nha anh. Cho em xin địa. À ok chị Lê Anh Quỳnh, địa chỉ là ở 219 Trung Kính nha chị. Tòa nhà Bắc Hà, tòa nhà to ấy ạ. Ship về Ba Vì bao giờ nhận? Thứ hai chị đặt hàng hôm nay, thứ hai em gửi hàng chị nhá. Thì chắc là khoảng sau 4 đến 5 ngày là chị nhận được ạ. Con bé hơn giá bao nhiêu ạ? Con bé nhất bên em là dài là 2m1, rộng là 1m2, là con hồng hồng ở trên kìa, với con gấu cà phê nhạt ở trong cạnh tủ, cạnh vệ bếp ấy ạ. Giá là 898.000 nha chị. Đệm có cua béo đen đang nằm giáo như anh Kiều Tư ơi, có phải là mẫu này không ạ? Mẫu này giá là 1.198.000 nha anh. Thích bánh bèo nằm ở màu hồng hơn bé đó thì ạ. Cảm ơn anh ạ. Đây ạ, màu hồng giá là 998.000 nha anh. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 20 phân. Màu hồng Kitty đẹp lắm ạ. Cảm ơn anh nha. Duyên Duyên. Xin chào Duyên Duyên. Duyên Duyên ơi, Duyên Duyên có mua đệm không? Mọi người mua mẫu nào inbox cho em nha. Bên sẽ trả lời tư vấn nhiệt tình cho mọi người đi ạ. Màu xanh, mẫu xanh Totoro giá là 998.000. Đồng giá với con mèo hồng Kitty kìa. Chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Làm cái nào. Ơi anh Phạm Thanh Tâm ơi, anh đặt hàng hôm nay shop tặng cho anh 5 món quà đấy ạ. Tưởng ai kinh quá. Dên dên ơi, mua đệm đi. Đệm màu xanh giá là 998.000 nha anh. Chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân nha. Dên dên ơi, sao bằng chú. Đây con màu xanh này nằm cũng rất thích anh. Màu rất là sang và đẹp đấy ạ. Đây để em quay lại cho mọi người một lần nữa nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp shop để nhận quà nha. Đặt hàng hôm nay shop sẽ tặng mọi người 5 món quà đấy ạ. Anh Hồ Hải, anh muốn mua mẫu nào bên em ạ? Tặng em. Chị cái, đây giường xanh đi chị Nguyễn Phương nha. Giường xanh rất là đẹp đấy ạ. Chiều dài 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân chị nhá. Giá là 998.000 ạ. Cái màu hồng Kitty giá cũng 998.000 nha chị. Đồng giá với con màu xanh đấy ạ.
cảm ơn mọi người nha. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng hôm nay shop tặng mọi người một bơm hai chiều, một miếng dán keo dán bịt mắt bịt tai, gối ôm hoặc là gối đầu nha. À, anh Nguyễn Phương để lại số inbox cho shop nha. Đừng để trên này em không đọc được đâu ạ. Anh inbox trực tiếp cho shop ạ. À, và anh phải chụp màn hình để nhận quà cho shop nha. Chụp màn hình lại nha anh Nguyễn Phương. Chị Nguyễn Phương. À, cái màu xám dày giá là 1.198.000 nha bạn. Mẫu 5, cao là 40 phân, chiều dài 2m2, chiều rộng là 1m5 đấy ạ. Chị thích cái giường cao, vâng chị Nguyễn Phương. Chị inbox cho shop đi ạ. An Sinh nhảy ơi chị, nhảy lên đi cho con mọi người xem. Bay lên cái đệm ca đi, mẫu này đang hot nhất bên em nha chị Phương. À, vào Nha Trang thì chắc là phí ship vào khoảng 150 đến 160 chị nha. Nhưng mà chị đặt hàng hôm nay shop sẽ hỗ trợ chị 5-60.000 đó. Chị chỉ cần thanh toán xem là thêm 100.000 nha chị Nga Phạm. Đặt hàng hôm nay được rất nhiều phần quà đấy ạ. Ờ, ok chị Nguyễn Phương đây ạ. Đấy, ba bạn lên nhảy còn không sao chị nhá. Gia đình 4 người nằm thoải mái. Ba em nằm xuống xem có chật không. Nằm xuống, ba người nằm còn thoải mái ạ. Đây nha chị. Mọi người nhanh tay đặt hàng chia sẻ giúp em để nhận quà nha. À, anh chị Vương Ngọc nghề a à, chị ơi nửa tháng thì bơm cho em một lần nhá. Chất liệu là làm từ nhựa PVC chống thấm và trên phủ cho chị một lớp tuyết nhung nằm rất là êm nhá. À, bạn Nhung Phạm ơi, bạn muốn hỏi mẫu nào bên mình à? Mẫu 3 bạn đang nằm kia giá là 1.198.000, cao 40 phân nhá. Còn mẫu này đây, bạn áo trắng xinh gái đang ngồi đây là giá 998.000 ạ. Ok, em cảm ơn chị Hà My nha. Shop ở 219 Trung Kính nha chị Vương Ngọc. Chị có thể ghé qua shop để xem hàng trực tiếp hoặc bên em bán hàng qua ở bên em có thể gửi bưu điện cho chị đấy ạ. À, dập thì rất dễ dàng nha bạn. Bạn chỉ cần lấy một tấm khăn ướt, sau đó bạn lau lên, bật quạt hoặc bật điều hòa lên một chút là khô thôi ạ. Ok, bạn Tây Dâu vào inbox cho shop nha. Inbox trực tiếp cho shop. Shop nhiều khách quá chắc là không trả lời kịp nên là bạn cứ vào inbox để shop trả lời từ từ nha. Anh Nhân Mã ơi, anh muốn hỏi mẫu nào ạ? Mẫu 3 bạn xinh gái đang làm giá là 1.198.000 nha anh. Bên này là giá là 998.000, nó thấp hơn anh ạ. Con này chỉ có 20 phân thôi. Con này 40 phân thì cả nhà nằm thoải mái đấy ạ. Ok chị. Anh Nhân Mã, ngoài ra bên em một con còn có nhiều mẫu xinh lắm, là mẫu hồng và mẫu xanh, giá là 998.000, cao 20 phân, rộng là 1m5, dài 2m2 nha anh. À, cho mình xem màu hồng đây, màu hồng đi chị ơi. Màu hồng ở trên dài là 21, rộng 1m2, giá là 898.000 ạ. Con Kitty ở dưới thì giá cao hơn một chút bởi vì nó rộng hơn. Con Kitty giá là 998.000, chiều dài là 22, chiều rộng là 1m5 nha. Chị Vương Ngọc mua hàng hôm nay để nhận phần quà từ shop nha. Mọi người ơi, đây này, con màu xanh này cũng rất là đẹp này. Dài là 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân đấy ạ. Giá là 998.000. Chất liệu là nhựa PVC chống thấm chị nhá. Trên phủ chị một lớp tuyết nhung đấy ạ, nằm rất là êm. Nệm này, đường này. Ok chị Trương Thúy Kiều, chị mua hàng chị để lại inbox cho shop nha. Inbox cho shop nha chị. Số điện thoại và địa chỉ để shop gửi hàng cho chị nha. Đây bên em có rất nhiều mẫu xinh luôn nha. Đấy, mẫu này đang hot nhất bên em này. Giá là 1.198.000, rẻ như mèo. Mọi người nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi từ shop nha. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ vào 10 nhóm để nhận phần quà nha. Mọi người phải chia sẻ vào 10 nhóm bên em mới tặng quà cho mọi người nha. À không thủng được đâu anh Hiếu anh ơi. Thủng thì bên em đã tặng cho anh keo dán và miếng dán rồi đấy ạ. Ship tỉnh là chị, ship tỉnh chắc là rơi vào tầm khoảng 150-160 mà shop hỗ trợ chị đấy. Chị đặt hàng chị để lại số điện thoại và inbox qua shop nha. Bơm hơi, đúng rồi chị Yến Hoa ơi, bơm hơi nha. Chị đặt hàng hôm nay chia sẻ giúp em vào 10 nhóm em tặng cho chị một cái bơm 2 chiều đấy ạ. Chị Phạm ơi, chị ở đâu à? Chị ở đâu thì em mới báo được ngày đến ạ. Ok anh Quang Nguyên Đức nha, em cảm ơn anh. Mẫu cao như ba bạn đang nằm kia có kiểu. À không chị ơi, chỉ có màu xám Totoro này thôi ạ. Không có màu hồng, màu hồng chỉ có cao 20 phân thôi chị nhá. Đây màu hồng cao 20 phân đây ạ. Ok chị Ngọc Hoa, inbox qua shop nha. Inbox qua shop đặt hàng hôm nay để nhận nhiều ưu đãi từ shop ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Vào 10 nhóm em sẽ tặng mọi người set 5 món đồ. Bơm 2 chiều, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu nha. Bao
Chị chưa mua nữa, chị hỏi mẫu nào ạ? À? Thì mẫu xanh và mẫu hồng ở dưới mẹ Hồng Kitty giá là 998.000 nhá. Còn mẫu này cao hơn này giá là 1.198.000, cao 40 phân. Cả gia đình 4 người lên nhảy thoải mái mà không bị xẹp ạ. Ra tận nhà nha chị Ngọc Diệp. Ra tận nhà cho chị ạ. Chị mua hàng chị inbox vào shop nha. Cái này phải bơm đúng rồi chị Đan Hương nha. Phải bơm bằng hơi chị, phải bơm nhưng mà bơm điện chị nhá. Khoảng 3-4 phút là được rồi đấy ạ. Chị chia sẻ cho shop đi, đặt hàng hôm nay để shop tặng quà cho chị nha. Một bơm điện 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán và miếng dán nha. Đây là cái bơm 2 chiều nha mọi người. Mua ở ngoài giá của nó đã là 150.000 rồi đấy ạ. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đây bơm 2 chiều đây. Mọi người khi mà lắp bơm ấy, mọi người để ý giúp em nhá. Là phải lắp vào cái này này, các mọi người đừng lắp vào cái đầu thông gió này là sẽ không lên được hơi đâu. Nhiều bạn mua hàng về cứ bảo không lên nhưng mà do là các bạn không biết lắp nha. À chị Bùi Hồng ơi, chị mua hàng chị để lại số inbox vào shop nha. Để trên này em không gọi được cho chị inbox trực tiếp vào shop nha chị Bùi Hồng. À chị Diệu Tươi ơi, chị muốn mua mẫu nào nhỉ? Mẫu 3 bạn đang làm này giá là 1.198.000, cao 40 phân, dài 2m2, rộng là 1m5 ạ. Bạn màu xanh, bạn màu hồng này thì chỉ cao 20 phân thôi, giá là 998.000, chiều dài, chiều rộng thì y như thế ạ. À, bơm bên em tặng cho chị nha chị, nếu như chị chia sẻ giúp em ạ. Ok, chị Bùi Hồng, chị inbox vào shop nha. Trong này, trong này. Ok, chị Lan Hương ơi, chị không cần phải mua đâu ạ. Bên em kiểm tra khi mà chị chia sẻ giúp em vào 10 nhóm rồi, em sẽ tặng cho chị luôn cái bơm điện 2 chiều, chị không cần phải mua bên ngoài đâu ạ. Chị Bùi Hồng ơi, chị inbox vào cho shop nha. À, chị Nguyễn là shop inbox em ơi ạ. Chị inbox vào shop trước nhá. Chắc là bây giờ shop đang live không inbox cho chị được trước đâu ạ. Chị inbox vào shop để shop trả lời chị nha. Chị Nguyễn Hoàng. Đây để em giới thiệu lại. Đây mẫu xám này cũng rất là xinh nhưng cao 20 phân, giá là 998.000. Con 40 phân giá là 1.198.000 nha mọi người. Mọi người nên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ vào 10 nhóm để ở chế độ công khai shop kiểm tra rồi sẽ tặng mọi người bơm 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối đầu hoặc là gối ôm nha mọi người. À mọi người phải chụp ảnh lại nha. Mọi người phải chụp ảnh lại cái bài chia sẻ giúp em nha. Ok, chào anh, chào bác Hồng Quyền. Bác mua đệm nào? Sắp lấy vợ rồi mua đệm nào bác ơi? Mấy em ngon quá. Chất liệu làm từ nhựa PVC chống thấm nha. Nha chị, ở trên thì nó phủ cho chị một lớp tuyết nhung ấy, nằm rất là êm. Bay lên nhảy đi, đừng nằm nữa. Nhảy cho mọi người xem anh ơi. Muốn chén luôn. Bác Quyền ơi, bác qua đây đi. Bác mua đệm nào sắp lấy vợ em nơi rồi. Đây này, bác ơi, mua con này đi, mua con cao này, cả nhà nằm thoải mái không bị xẹp. Cho em một cái thớt màu xám. Ok chị Lan Hương. Chị Lan Hương inbox vào shop nha để shop gửi hàng cho chị. Cho em màu hồng. Ok chị đây màu hồng đi ạ. Màu hồng Kitty giá 998.000, cao 20 phân, dài 2m2, rộng là 1m5. Con gấu xinh kia là dài 21, rộng 1m2 chị nhá. Giá thì rẻ hơn, giá 898.000 chị nhá. Chị Vân Trần mua mẫu nào inbox vào shop ạ. Mấy em đẹp quá, cảm ơn em nha. Bao nhiêu một cái ạ? Chị Thu Loan ơi, chị hỏi mẫu nào ạ? Mẫu 3 bạn đang làm này giá là 1.198.000 nha chị. Chị lên chia sẻ giúp shop đi ạ. Shop sẽ tặng cho chị set 5 món đồ. Mua 1 tặng 5 mọi người nhanh tay đi ạ. Mẫu 1 xám này giá 998.000 nha chị. Chiều dài là 1m5, rộng 22, cao 20 phân ạ. Có màu khác không? Bên em chỉ có màu xám này, màu hồng và màu xanh nha chị. Màu nào cũng rất đẹp và rất xinh nha. Sao anh lại để mặt khóc thế kia hả anh? Em áo trắng ơi. Đây dạ em áo trắng đây ạ. Em áo trắng này giá 998.000 nha anh. Anh mua đệm em tặng cho anh luôn. Em áo trắng ạ. Anh Gian inbox cho shop nha. Trương Thí Kiều cái màu xanh. Có mà à. Đây ạ, con màu xanh giá là 998.000 nha anh. À chị cái xám bên trong kia, à con gấu cà phê giá 898.000 nha chị. Cho anh cái xám nhé. Anh mới nào ơi, anh đặt hàng anh inbox vào shop nha. Anh inbox vào shop để shop trả lời cho anh ạ. Ba em có em nào chưa có người yêu không? Chưa em nào có người yêu anh Hoàng Nam nha. Anh đặt hàng nhanh tay đặt hàng để chọn một trong ba bạn nha anh. Anh mua 3 chiếc đặt tặng luôn 3 người ạ. Bao nhiêu cái chị Họa Tâm? Chị Họa Tâm hỏi cái nào ạ? Đây này, chị mua con này giá 998.000 nha chị. Con cao hơn giá 1.198.000 ạ. Màu xám lồn giá 998.000 nha chị. Chị Giang Hoàng ơi, chị muốn hỏi mẫu nào ạ?
Nguyên trang nhung mẫu bé nhất, kích thước là 1m2, rộng 21 nha chị. Giá là 898.000 ạ. À, anh Thắng ơi, bên em anh chia sẻ cho shop đi, shop tặng luôn anh một cái bơm ấy ạ. Có đấy, có bán hơi trong đệm không ạ? À, đây ạ, mặt đầu mèo giá 998.000 nha bạn. Quay thẳng con gấu đó em coi với, đây con gấu đấy ạ. Con gấu cà phê giá 898.000 nha mọi người. Em mặc áo đầu mèo ơi. An ơi, anh mua đi, anh mua để em tặng luôn cho anh bạn ấy ạ. Màu hồng ở dưới giá nè. Màu hồng Kitty giá 998.000 nha. Cho mình xem, chị Nguyễn Trang Nhung muốn xem mẫu nào ạ? Chị inbox trực tiếp cho shop nha, shop sẽ trả lời chị ạ. Có kích thước 1m6 không có đâu anh voi rừng Tây Nguyên nha, rộng nhất là 1m5 rồi ạ. Màu xanh giá 998.000 nha chị. Dài là 2m2, rộng 1m5 ạ. Tặng mấy bạn áo đen kia à chị ơi. Anh Kiều Hoàng Hiệp ơi, mua hàng mua 1 chiếc tặng 1 bạn, mua 3 chiếc tặng luôn 3 bạn ạ. An ơi là An kìa. Con gấu giá là 898.000 nha anh Cun Hiệp. Anh Cun Hiệp ơi, bên em có hai hình con gấu, là con gấu hồng trắng và con gấu cà phê đấy. Chị Dương Hiền để lại số inbox trực tiếp cho shop nha, để trên này em không gọi được cho chị ạ. À, màu cà phê dài là 2m1, rộng là 1m2 chị nhá. Giá là 898.000. Ok, lấy em gấu đó chị Lan Hương ơi. Chị inbox qua shop để nhận hàng nhá, để đặt hàng nhá. Giường 3 tầng giá là 1.198.000 nha chị Nguyễn Yến. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5 đấy ạ. Anh lô xô xong. À đây anh Cun Hiệp ơi, giá 698.000 đây nha anh. Đệm trơn không có hình đầu gấu ạ. Bên em không bán tủ lạnh nha anh mua đệm đi, bên em tặng luôn tủ lạnh không bán ạ. Anh Nguyễn Đình Trung, ship bao nhiêu vậy em? À ship Sài Gòn chắc là mất khoảng 150-160. Nhưng mà chị Lan Hương đặt hàng hôm nay shop sẽ hỗ trợ chị 50-60.000 nha. Chị đặt hàng inbox vào shop ạ. Chị Giang Hoàng ơi, để lại số chị inbox vào shop nha. Chị Ngô Nhung có kèm nha chị, nhưng mà với một điều kiện là chị phải chia sẻ livestream này lên 10 nhóm. Bên em sẽ tặng cho chị một bơm 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán ở miếng dán nhá. Chị Ngô Nhung chia sẻ giúp shop nha, phải nhận quà từ shop nhá. Một bơm điện 2 chiều đây ạ. Đây là bơm điện 2 chiều nha mọi người. Giá ngoài thị trường là 150.000 đấy ạ. Shop tặng luôn cho mọi người nếu như mọi người chia sẻ vào 10 nhóm nhá. Miễn phí ship không? Miễn phí ship chị Tiên ơi. Bên em đang bán giá sale sập sàn rồi, không miễn phí ship được nha chị. Bên em chỉ có hỗ trợ phí ship được cho chị thôi. Chị ở đâu ạ? Mọi người bơm điện lưu ý cho em nha. Đây này, phải đúng đầu nha mọi người. Không được lắp vào cái đầu thông gió này là không bơm được đâu nha. Mua có mất tiền không? Anh Nguyễn Huỳnh ơi, mua tất nhiên phải là mất tiền rồi. Nhưng mà bên em, anh mua đệm em tặng người. Con gấu đo chiều dài chiều rộng. Con gấu đỏ. Con gấu hồng này chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m2, giá là 898.000 ạ. Ship cho anh em búp bê áo trắng. À ok anh. Ok anh Mai Đức đây ạ. Anh mua đệm này đi em tặng luôn bạn áo trắng đấy ạ. Giá 998.000. Kèm luôn cả người đấy ạ. Chị ơi, một bộ khi chưa bơm. À chị ơi, nếu như chị làm mà lấy cái con 40 phân này sẽ là 10 cân. Con này thì khoảng 7 cân này. Còn hai con gấu kia chắc rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 cân thôi ạ. Mang đi du lịch thoải mái chị nhá. Nệm cao giá bao nhiêu? Giá là 1.198.000 nha chị Yến Nhi. Cao 40 phân nha. Ship em quả dưa hấu kia đi. Ô anh Di Phúc ơi, quả dưa hấu nào ạ? Bên em chỉ có bên em chỉ bán đệm thôi anh nhá. Bán đệm tặng người thôi ạ. Giường bạn áo đen nằm bao nhiêu ạ? Có phải là con cao này không anh? Con cao này giá là 1.198.000 nha anh. Anh Vũ Tuấn Anh ơi, lên chia sẻ giúp shop để nhận quà nha. Có tặng gì không? Chị Yến Nhi ơi, chị chia sẻ vào 10 nhóm, bên em sẽ tặng cho chị một bơm 2 chiều này. Bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu chị nha. Chị Yến Nhi ở đâu để em báo giá ship cho chị nhở? Em chỉ ước chừng được thôi. Nhưng mà chị đặt hàng hôm nay shop sẽ hỗ trợ tiền ship cho chị nha chị. À bên em không có cái Doraemon đâu anh Phương Nguyễn nha. Bên em chỉ có hồng Kitty này, gấu xinh và con mèo Totoro này thôi ạ. Ba mẫu này đang rất là hot anh nha. Doraemon thì bên em không có đâu ạ. Đây con Kitty hồng cũng rất nhiều bạn thích đấy ạ. Chà. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận phần quà từ shop nha. Mọi người đặt hàng inbox trực tiếp cho shop nha, đừng để số trên này em không gọi được đâu ạ. Inbox cho shop để nhận hàng nha. Giường 3 tầng giá là 1.198.000, cao 40 phân nha mọi người.
cả nhà mình nằm không sao đâu ạ. Giá là 1.198.000 nha chị Hoàng Thiên Di. Đặt hàng hôm nay chị Yến Nhi ơi, chị Yến bóc vào shop đi nha. Bộ hồng ạ, con hồng mèo Kitty này giá là 998.000, còn con gấu là 898.000 nha mọi người. con cao này chiều dài là 22, chiều rộng 1,5m, cao 40 phân nha anh voi rừng Tây Nguyên. Anh chia sẻ giúp shop đi ạ, shop tặng anh 5 món quà đấy ạ, tặng luôn cả người. Có miễn phí ship không? Không miễn phí ship nha chị Hoàng Thiên Di. Bên em đang bán với giá sale rồi đấy ạ. Bên em chỉ hỗ trợ tiền ship được có chị thôi. Ok chị Yến Nhi, chị inbox vào shop nha. Chị chia sẻ vào 10 nhóm đi để shop tặng chị 5 món quà nhé chị. Thế hả? Đâu ơi, Ngọc Ánh đang xem. Ánh ốc vô đại của em ơi. Lê Minh Hồng giường 3 tầng kích thước. Anh Lê Minh Hồng ơi, giường này kích thước chiều dài là 22, chiều rộng 1m50 nhé, cao 40 phân, giá là 1.198.000 đấy ạ. Anh Đào Minh Vũ ơi, anh muốn hỏi loại nào ạ? Loại cao này giá là 198.000 này, rộng là 1m50, dài là 2m2. Còn con màu xanh, con màu hồng ở dưới này thì thấp hơn, cao 20 phân, giá rẻ hơn là 998.000 đấy nhá. Anh mua loại đá inbox vào shop nha anh, chia sẻ giúp shop để nhận quà nha anh. Anh đặt hàng hôm nay shop sẽ tặng cho anh 5 món quà đấy ạ. Chị Ninh Nguyễn ơi, bây giờ không bán hoa nha chị, bây giờ chỉ bán đệ và tặng người thôi ạ. Đâu rồi, ba anh em đang giải rác thế kia, lên đệ này nhảy đi. lên tất con này này, lên con màu này này. Hương dù là chị Nguyễn Thảo Ly ơi, chị chia sẻ cho shop để nhận quà nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn ạ. Loại gấp được thành ghế. Anh Đào Minh Phương ơi, nhưng mà hôm nay em lại quên không mang ghế lên theo rồi. Để tối nha, để tối bên em mang ghế để like tiếp cho anh xem nhé. Hoặc là anh inbox trực tiếp cho shop, shop sẽ gửi ảnh thật cho anh nha. Đệm hơi bao nhiêu chị Huyền Lê ơi, chị muốn hỏi mẫu nào ạ? Mẫu 3 bạn đang nhảy đây giá là 1.198.000. Chiều dài là 22, chiều rộng là 1,5m nha chị. Còn bạn màu trắng đang ngồi đây này, y hệt, chỉ khác là chiều cao thôi. Chiều cao 20 phân, giá rẻ hơn 998.000 nha chị. Mọi người hỏi mẫu nào comment đi để em tư vấn ạ. Đấy, ba em lên đấy, nằm với chị. Thế chị ăn với nằm nơi mà không làm được à? Ăn công chúa. Giá bao nhiêu tiền là gấp được thành ghế? À, ghế anh, ghế giá 698.000 nha anh, để tối em like em mang lên ạ. 698.000 là cái đệm trơn này nha bạn. Chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5m, giá 698.000, chỉ khác là không có đầu gấu thôi ạ. Em đã xem, ok chị Hằng Đỗ. Tí bên ấy, chị chụp hình lại nha chị. Chụp hình rồi inbox vào shop để nhận quà nha. Có nệm loại bé, có bé đó chị. 1m2, 2m1, cao 20 phân đây ạ. Đấy, con gấu đây này, con gấu xinh xinh đây này. Đấy, với con gấu hồng ở trên. Anh Long Nguyễn ơi, 698.000 là loại đệm trơn này nha anh, không có hình đầu gấu. Chiều dài 2m, chiều rộng 1m5 đây ạ. Mua một tặng 5, anh Tuấn ơi, là tặng cho anh một bơm 2 chiều, vịt mắt, vịt tay, cơ dán, miếng dán nha anh. Gối ôm hoặc là gối đầu ạ. Ước gì được ngồi cạnh cầu mây á. Lấy kim chọc thủng. Anh Trần Hương ơi, tất nhiên là thủng rồi. Anh phải tránh những vật sắc nhọn nha anh. Bởi vì đây là đệm hơi mà. Gấu hồng bé giá là 898.000 nha chị. Chị Huyền Lê ơi, giá 898.000 ạ. Rộng là 1m2, dài là 2m1 ạ. Anh Nguyễn Văn Sơn ơi, anh chia sẻ ở shop để nhận quà nha. Chia sẻ lên 10 nhóm để nhận 5 phần quà từ shop. Mua 1 tặng 5 ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nhé mọi người. Đây ạ, con hồng có hai loại nhá. Con hồng ở dưới, con hồng Kitty ấy, giá là 998.000. Dài là 1m5, cao 20 phân, rộng là 2m2. Con hồng gấu ở trên thì chỉ có là rộng là 1m2, dài 2m1 thôi ạ. 1m2, 898.000 nha, chị Linh Nguyên. Em ơi, em bán ở Hà Nội nha anh. Anh Văn Phương ơi, em ở Hà Nội đấy ạ. Anh ở đâu ạ? Bên em ship toàn quốc anh nhá. Đi đi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha mọi người ơi. Đây ạ, con màu xanh và con màu hồng Kitty giá là 998.000. Dài là 2m2, rộng là 1m5 nha mọi người. Cao 20 phân. Đồng giá với con màu xám này báo trắng đang ngồi đi ạ. Vâng. Mọi người mua hàng inbox vào cho shop để shop tư vấn cho mọi người nhá. Con bầu cao này ba bạn đang nằm giá là 1.198.000 đấy ạ. Cao 40 phân. 1m2 là cái con gấu hình cà phê này chị ơi. Và con hồng ở phía trên đấy ạ. Giá 898.000 nhá.
1m2 dài là 2m1 ạ. 698.000 là con này nha chị Nguyên ơi. Con ở trên tường đấy ạ, không có hình đầu gấu. Giá 698.000, dài 2m, rộng 1m5 ạ. Cho mình xin info và áo trắng. Anh mua hàng đi rồi em gửi info cho anh Long Nguyên. Bạn áo trắng này cũng rất, đang rất là hot nên anh phải nhanh tay đặt hàng đi. Rồi. Em sẽ cho info sớm anh nha. Số điện thoại của khách hàng hả? Rồi. Mọi người đặt hàng đừng để số điện thoại trên livestream nha mọi người. Mọi người inbox cho shop để shop tư vấn ạ. Ok. À, rồi, không có mét 6 đâu chị ơi. Mét 5, mét 5 2 mét 2 là rộng và dài nhất rồi ạ. Rẻ vậy có rộng là tốt không kìa. Bạn của An thì An ơi. Sách Việt. Ok, sách Việt là bạn của An kìa. Rẻ vậy có rồng được không? Tất nhiên là rồng được rồi anh nha. Có nên em có cho thủ đấy. Vừa rẻ vừa tiện lợi mọi người. Muốn nằm thì mọi người lại bơm lên. Muốn mang đi du lịch mọi người lại xì hơi ra mọi người. Nó chỉ nhỏ và một cái thùng mì tôm thôi. Mang đi vận chuyển rất là dễ dàng nha. Vừa rẻ vừa đẹp. Mọi người chia sẻ cho em là nhận quà nha. Mua một được tặng 5 đấy ạ. Mua một tặng 5 mọi người ơi. Nhanh tay đặt hàng số lượng có hạn ạ. Ba em đâu quẩy lên. À, rồng được không? Tất nhiên là rồng được rồi anh. Mua một tặng năm là tặng cho chị một bơm hai chiều, bịt mắt bịt tai, đeo dán miếng dán nha chị. Có thể là gối ôm hoặc là gối đầu ấy, nhưng mà với một điều kiện chị phải share cái livestream này vào 10 nhóm cho chị, chụp hình lại inbox con shop để nhận quà. Chị Ánh My ơi, chị muốn hỏi mẫu nào à? Mẫu ba bạn đang nhảy kia giá là 1.198.000 nha chị. Ba người nhảy thoải mái, bốn người nằm thoải mái và không bị xẹp nha. Sao? Cắm á? Cắm thôi mà. Ok, cái sán bao nhiêu? Chị ơi, chị muốn hỏi cái sán cao hay cái sán thấp à? Cái sán cao giá là 1.198.000 đấy. Ba bạn đang nhảy thoải mái mà không bị bục ạ. Còn cái sán dưới này là giá 998.000 nhá. Chiều rộng, chiều dài là 1m5, 2m2, chỉ khác nhau chiều cao thôi ạ. Đây, đấy, ba con này nó còn đánh nhau ở trên giường, không sao nhá. Chị em ơi, mua tất cả, cảm ơn chị Trịnh Dung nhá. Đây, cho khách gửi hàng em Vân. Chị ơi em mua tất, ok chị Trịnh Dung nha. Chị Trịnh Dung lên chia sẻ cho shop để nhận quà. Mua một tặng năm giá rẻ như mèo. Đấy, ba đứa thì em nói lên nó còn nhảy cái kìa, không sao kìa. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận phần quà từ shop nha. Mua một tặng năm. Mua một tặng năm đi ạ. Cho thử hàng Yên Vân thôi. Đây, ở Yên Vân. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Còn mẫu khác không ạ? Bên em đây, tất cả các mẫu của bên em đây nha. Đúng rồi, đúng rồi. Mẫu xám này để em báo lại cho mọi người nha. Cái bạn áo xám, áo trắng đang mặc đây này, bạn áo trắng đang ngồi giá là 998.000. Dài là 1m, dài là 22, rộng 1m5 nha. Cao 20 phân. Đồng giá với con màu xanh của con Hồng Kitty ở dưới đấy ạ. Giá rẻ nên mọi người nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Mua một tặng năm mọi người ơi. Mọi người đặt hàng thì để lại số điện thoại inbox nha. Để trên này em không gọi được đâu ạ. Inbox cho shop để shop tư vấn nha. Mua cái nào cao. Đây ạ, anh Đông Phan ơi, cái cao nhất bên em đây ạ. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5 nha anh. Anh Rách Việt ơi, em cảm ơn anh nha. Bao nhiêu mét chị Hiền Hoàng ơi? Rộng nhất bên em là 1m5, dài là 2m2, cao 40 phân ạ. Chị Lina ơi, 698.000 là cái đệm trơn này nhá, không có hình đầu gấu, dài 2m, rộng 1m5 ạ. Mọi người mua hàng để lại số điện thoại inbox nha. Mọi người để trên này em không gọi được đâu ạ. Bao nhiêu mét? Đây, cái bạn đang ngồi đây giá 998.000 nha mọi người. Mẫu hot nhất bên em là cái mẫu này này, ba đứa đang nằm đây này, 40 phân, dài là 2m2, rộng 1m5 ạ. Giá chỉ có là 1.198.000 thôi. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ lên 10 nhóm. Shop sẽ tặng các shop sẽ tặng set 5 món đồ đấy ạ. Mua mấy cô đang nằm đấy. Ok anh Minh Trịnh, anh mua đệm nào ạ? Mua một đệm tặng một cô, mua ba đệm tặng ba cô ạ. Bay em ơi, quẩy lên đi nào. Có màu hồng Kitty. Có màu hồng Kitty nha mọi người. Màu hồng Kitty giá 998.000, dài 22, rộng 1m5 ạ. Mọi người mua hàng để lại số điện thoại inbox nha mọi người, để trên này em không gọi được đâu ạ. Đây, ba đứa nằm thoải mái luôn. Nhảy cũng không sao. Bằng...
anh nông van ơi, băng bơm bằng bơm điện nha anh. Bơm chỉ khoảng 2-3 phút là được rồi đấy ạ. Đây anh chia sẻ vào 10 nhóm thì shop tặng luôn cho anh một cái bơm 2 chiều, keo dán, miếng dán, set 5 sản phẩm đấy ạ. Đấy, bơm điện này có công tắc này anh. Này, ở trên cái đệm đó, ở dưới cái đệm sẽ có hai cái gen, anh chị phải bơm vào hai gen giúp em nha. Mua 3 cô ấy thôi. Mua đệm bên em mới tặng người nha anh. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ, để nhận quà từ shop nha. Hùng Quê có bạn bè có bán a à, có anh nha, anh Hùng Quê mua Hồng Kitty để ship luôn không? Có mà ở nhà có Hồng Kitty ship luôn nha. Bên em có bán người nhưng với một điều kiện là phải đi theo đẹp anh nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em để nhận phần quà tờ shop ạ. Mua 1 tặng 5, nhanh tay đặt hàng số lượng có hạn, giá rẻ như bèo, vừa mua đẹp lại vừa được ngắm gái xinh. Chị Thanh Hằng ơi, chị có mua mẫu nào ạ? Mẫu 3 bạn đang làm giá là 1.198.000 nha chị. Mẫu bạn áo trắng đang ngồi giá là 998.000, đồng giá với bạn Kitty và bạn xanh này ạ. Dài 1m5, dài 22, rộng 1m5 ạ. Anh Nam Phương ơi, hàng của Trung Quốc nha anh, hàng Quảng Châu Trung Quốc đấy ạ. Nằm êm và sướng lắm đấy ạ. Ba người nè, anh Nguyễn Du ở đây ba người nè, anh Nguyễn Duy đây ba người nằm mà không sao ấy ạ, nhảy thoải mái. Ba em lên nhảy đi, ba em hot girl đấy, ba đứa nói quậy như ba con dở vẫn không sao. Nằm thoải mái, nhà bốn người nằm thoải mái nha. Loại rẻ nhất bên shop là giá 698.000 là một cái đệm trơn này ạ, không có hình đầu gấu. Mua 1 tặng 5 anh Đông Phan ơi, một cái bơm 2 chiều này, bịt mắt bịt tai keo dán miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu ạ. Anh Công Toàn ơi, anh để lại số anh inbox của shop nha, để trên này em không gọi được ạ. Nhảy đi, bay lên nhảy đi nào, quẩy lên. Nệm chất liệu là nhựa PVC nha chị Thanh Hằng, ở trên phủ cho chị một lớp tuyết nhung đấy ạ, nằm sướng mà em, như kiểu lớp da lộn của mình ấy chị. Bao nhiêu? Chị Trần Nguyệt Nga ơi, con mà ba bạn đang nhảy giá là 1.198.000 nha chị. Con bạn màu trắng đang ngồi giá 998.000, đồng giá với hai con là con mèo Kitty và con màu xanh này, không bị xẹp cho chị Thanh Hằng đây. Ba đứa nó nhảy như ba con điên được không bị sao ấy. Đấy, nằm thoải mái không việc gì đâu ạ. Nằm sướng và êm nha mọi người. Đấy, ba đứa nó nhảy như ba con dở không sao. Anh Nguyễn Du, anh Nguyễn Duy ơi, tất nhiên là thủng rồi, đệm hơi mà anh. Đệm hơi nên là mình tránh những cái vật sắc nhọn nha anh. Kitty giá 998.000 ạ. Mua 1 tặng 5 nha. Mua 1 tặng 5 nha chị Trần Nguyệt Nga. Với một điều kiện là chị phải chia sẻ vào 10 nhóm giúp em, chụp ảnh lại inbox vào shop để shop tặng quà chị ạ. Kitty giá 998.000 đấy. Kitty bạn dẫm lên còn không sao mà. Màu hồng Kitty này các bạn nhỏ rất là thích nha chị. Shop Ánh ơi, shop ở Hà Nội em ơi. Nếu dơ vệ sinh sao em? Anh Công Toàn nơi rơi, anh chỉ cần lấy một cái khăn lau, anh thấm ướt đi rồi anh lau nha. Anh bật quạt hoặc bật điều hòa lên một tí là khô thôi ạ. Ở trên là lớp tuyết nhung nha, nên là rất là dễ khô, dễ dàng vệ sinh ạ. Anh Lê Việt Thủy, bạn ship cốt tới một giường gấu mẫu xám. Giường gấu mét 2 hả anh? Mét 2 giá 898.000 nha anh. Anh mua hàng anh để lại số điện thoại inbox qua shop nha anh Lê Việt Quý. Trầm Hồng inbox, ok chị Trầm Hồng nha, chị inbox qua shop trước đi ạ. Shop đang like nên không inbox được cho chị trước nha. Chị Hoàng Thanh ơi, chị đặt hàng hôm nay này, chị chia sẻ cho shop tặng cho chị luôn keo dán để mình dán đấy ạ. Mua 1 tặng 5 nha. Bạn Vũ Trần ơi, bạn inbox qua shop trước nha. Biên Hoài ơi, anh để lại số điện thoại anh vào inbox nha. Trầm Hồng mét 8 không có nha chị, rộng nhất là 1m5, dài 2m2 ạ. Xịt hơi thì mình lại bơm lên nha anh Nguyễn Đức Trường, nửa tháng anh mới phải bơm lại một lần đấy ạ. Đây, ba bạn nhảy từ nãy đến giờ không bị sao ấy ạ. Anh Biên Hoài ơi, để lại số điện thoại anh inbox qua shop nha, để trên này em không gọi được cho anh phải để số điện thoại này vào inbox, shop sẽ có người tư vấn gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Tặng những gì? Ok chị Zupi Nguyễn, chị chia sẻ vào 10 nhóm giúp em tặng cho chị một bơm 2 chiều này, keo dán, miếng dán, bịt mắt, bịt tai và gối ôm hoặc là gối đầu nha chị. Chị chia sẻ xong, chị chụp ảnh lên inbox qua shop để shop tặng quà chị nha. Đây cái bơm 2 chiều đây ạ. Đây là cái bơm 2 chiều đấy ạ, giá ngoài thị trường đã là 150.000 rồi nha mọi người. Đây là bơm 2 chiều, bơm chỉ trong vòng 1-2 đến 3 phút là được một cái đệm hoàn chỉnh đấy ạ. Giường cao giá là 1.198.000 nha chị Phạm Thị Thu Hiền. Giá 1.198.000.
một bộ bao nhiêu ạ? Bộ nào chị Tuyết chọn? Chị Tuyết ơi, chị mua bộ nào ạ? Con cao này giá là 1.198.000 nha chị. Con hồng, con xanh này giá 998.000. Bạn hồng gấu và bạn hồng gấu cà phê kia giá là 898.000 thôi ạ. Mọi người đặt hàng inbox trực tiếp cho shop nha, để shop trả lời tư vấn cho mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ vào 10 nhóm để được nhận 5 phần quà cho mọi người. Mua 1 tặng 5 đi ạ. Nào ba em lên lại nhảy tiếp đi. Trang web của bạn là gì? Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Mua 1 tặng 5 giá rẻ như bèo. Loại cao nhất là 40 phân nha chị Hồ Thị Huỳnh Thơ. 40 phân dài 2m2, rộng 1m5, giá chỉ có là 1.198.000 thôi ạ. Gia đình mình 4 người nằm thoải mái ạ. Chị Phạm, loại cao nhất đấy ạ, em vừa giới thiệu cho chị đấy ạ. Chị Phạm Thị Thu Hiền ơi, chị chia sẻ cho shop để nhận quà nha. Rồi mọi người tăng tên bạn vào để xem ạ. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận 5 món quà nha. Mua 1 tặng 5, 1 bơm 2 chiều, keo dán, miếng dán, bịt mắt, bịt tai, gối ôm hoặc là gối đầu nha mọi người. Mọi người chia sẻ vào 10 nhóm để nhận quà nha. Đây ạ, mẫu cao này, ba con này nó nhảy như ba con điên từ nãy đến giờ, nó không sao. Nhảy thoải mái, gia đình nhà mình 4 người nằm thoải mái nha mọi người. Giá 1.198.000 ạ. Con mẫu xám này thấp hơn, giá là 998.000. Cái màu đen bao nhiêu em? Anh ơi, cái màu đen nào ạ? À? Mẫu thấp là 998.000, mẫu cao là 1.198.000 nhá. Mẫu 5 rộng. Mẫu 5 rộng. Anh ơi, mẫu 5 rộng 1m5 nha em, dài 2m2. Mua đẹp để lấy chồng. Ngọc Lan, bao nhiêu rộng nhất? Rộng nhất là 1m5 rồi nha chị Ngọc Lan. Mét 5 là rộng nhất rồi đấy ạ. À. Đây ạ, à, nếu mà chị không có mét 8, chỉ có mét 5 rộng nhất. Con này 4 người nằm thoải mái ạ. À. 3 đứa nằm lên cho chị xem. 3 đứa nằm lên, 3 người nằm còn thoải mái đấy ạ. À. Cao 40 phân, rộng là 1m5, dài 2m2, 4 người nhà mình nằm thoải mái nhá. Đấy, ba con dở này nó nhảy, nó quậy quậy tới nãy giờ còn không bị xẹp, bị lún. Xin chào mọi người đi. Ok. Anh ơi, mày không nhận ra chị à? Mua đệm đi, chị tặng mày luôn. Mấy em đang nằm trên kia kìa. Trời ơi, chị em với nhau mày không nhận ra chị à? Hay là giọng chị hay quá anh ơi? Anh ơi, mua con cao này anh ơi. 1.198.000. Hay bảo Toàn mua cho con hồng Kitty này. Chị biết mày thích màu hồng. 998.000. Tặng luôn bơm. Trời ơi, anh ơi là anh ơi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Có loại cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu? À chị ơi, thấp là 20 phân nha chị. Thấp 20 phân, dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân thì giá rẻ hơn. Giá 998.000. Còn bạn gấu hồng xinh xinh ở trên và bạn gấu cà phê nhạt thì giá chỉ có 898.000 thôi. Rộng là 1m2, dài 2m1 ạ. Chị Mai Thảo ơi, chị inbox trực tiếp cho shop nha. Shop đang like là không inbox cho chị trước được đâu ạ. Loại thấp ạ? À? Loại thấp mà là 20 phân đấy chị Mai Anh ơi. Giá của con gấu cà phê và bạn gấu hồng ở trên là 898.000 nhé chị. Rộng là 1m2, dài 21, cao 20 phân đấy ạ. Hoặc chị có thể mua cái mẫu đệm trơn này giá là 698.000. Dài là 2m, rộng là 1m5 ạ. Cho em xem màu đen. Đây màu xám nha chị ơi. Màu xám 40 phân, giá là 1.198.000. 20 phân giá là 998.000 nhá. Chị Mai Anh ơi, ngoài ra con mẫu xám thấp này nó còn đồng giá với con màu xanh và màu hồng Kitty này, giá là 998.000 nhá. Rộng là 1m5, dài là 22, cao 20 phân ạ. À, bạn Huỳnh Thanh Vũ ơi, mẫu 2 màu xanh mấy người nằm? À, 3 người nằm thoải mái nhá bạn. Giá 998.000. Chị mình giờ cũng livestream à? Đói quá phải livestream anh ơi. Anh ơi mày nuôi chị đi. Mày mua con màu hồng đi này. Màu hồng Kitty này, xinh này, 998.000 thôi, được tặng cả bơm. Đây, màu xanh và màu hồng Kitty giá là 998.000. Đồng giá với mẫu xám thấp đây nha mọi người. Chỉ có 998.000 thôi ạ. Còn con cao hơn một tí, giá sẽ cao hơn nha. 1.198.000. Mọi người chia sẻ lên 10 nhóm để em tặng mọi người xếp 5 món quà nha. Một bơm 2 chiều, này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu nha.
chia sẻ xong rồi mọi người chụp ảnh lại inbox và shop để nhận quà nha mọi người ơi. Em nằm hai chị em cơ 1m5 không vừa được. Vừa, mày ngã hả anh? Chị với con Lộc nằm còn thoải mái kìa. Hai chị em thoải mái, con màu hồng Kitty này này. Mày thích màu hồng, chị giới thiệu con màu hồng cho mày đây. Màu hồng Kitty này, 1m5, dài 2m2, cao 20 cân. Không thì mày thích nhảy, mày đú đẩn thì mày lấy con mẫu này, mẫu xám này này. Nhưng mà đắt 1.198.000, đắt hơn con kia một xíu. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Mua 1 tặng 5. Không, con cao vừa à, con cao chỉ có con này thôi. Con Totoro màu xám này thôi, không có màu hồng đâu. Em ơi, lấy màu này cũng được. 1.198.000. Hai chị em nằm thoải mái ạ. Mọi người lên chia sẻ đi để nhận phần quà tớ sốc nha. Đây ạ, con này giá chỉ có là 1.198.000 thôi. Con thấp hơn giá sẽ là 998.000. Đồng giá với con hồng Kitty và con xanh này là 998.000 nha mọi người. Cao 20 phân. Chị ơi, nghe điện thoại đi kìa. Mọi người mua hàng để lại số điện thoại và địa chỉ qua inbox nhá. Ở trên này em không gọi được cho mọi người nha. Mọi người để lại trên inbox đi, sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người đấy ạ. Đẹp vừa đẹp vừa xinh, mua đẹp lại còn được tặng người. Nguyễn Tình Huệ, có dễ thưởng không chị? Không chị ơi. Đẹp này nhưng mà chị phải tránh những vật sắc nhọn đó chị. Bởi vì nó là nó là hơi ấy, nên là mình phải tránh những vật sắc nhọn ra. Chị muốn mua mẫu nào để em tư vấn cho chị Nguyễn Thanh Huyền ơi. Chị chia sẻ lên cho shop đi, shop sẽ tặng cho chị set 5 món đồ đấy ạ. Mua 1 tặng 5, giá rẻ như bèo. Em báo cho xem. Chị Như Phương ơi, chị Như Phương ơi, chị muốn hỏi mẫu nào ạ? Mẫu 3 bạn đang nằm này này, thì giá là 1.198.000, cao 40 phân. Mẫu xám dài rộng như nhau nhưng mà chỉ thấp ở chiều cao thôi, giá sẽ là 998.000 đó chị. Đồng giá với bạn hồng Kitty và bạn xanh này đấy ạ. Giá 998.000 nha. Còn bạn gấu cao cao ở trên kia giá chỉ có 898.000 thôi. Mét 22 mét mốt. Này, mình bảo cho thử mà họ không mà bill đã. Alo ạ. À? Alo chị ơi, chị chưa cho khách thử hàng giúp em đi chị nhá, không sao đâu ạ. Em bán hàng mà. Dạ. Vậy ạ. Chắc là bị lỗi đi anh ạ. Thì bây giờ em nhắn tin để xác nhận cho anh nhá. Anh cho khách thử hàng trực tiếp giúp em đi ạ, không sao đâu anh nhá. Có vấn đề gì em chịu trách nhiệm cho anh được chưa ạ? Không, em nhắn tin xác nhận cho anh mà. Nha anh. Vâng, vâng, em nhắn tin cho anh luôn đây ạ. Vâng, vâng. Để nè. Để nói thế em. Chắc là cổ rồi. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận phần quà từ shop nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ để thử phần quà để nhận set 5 món đồ từ shop nha. Nhận set 5 món quà từ shop. Bên tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu. Đặc biệt là có một cái bơm 2 chiều. Bơm 2 chiều này ở ngoài thị trường nó là 150.000 rồi. Mọi người đặt hàng hôm nay đi shop tặng luôn một cái bơm 2 chiều giá 150.000. Sugar Nguyễn ơi, chị muốn hỏi mẫu nào ạ? Mẫu này là 1.198.000 chị này, cao 40 phân. Mẫu xám cao 40 phân là 1.198.000 chị nhớ. Mẫu xám nhỏ này là 998.000. Chị Su Gầu Nguyễn muốn mua mẫu nào ạ? 217 chị đến tòa nhà Bắc Nga đi, 219 chị nhớ. Đến rồi ạ? Ok chị để em cho trong. Dạ chị Lê Nhỏ Hồng ơi, cái cao là 1.198.000 chị nhớ. Cao là 40cm. 1m5 x 2m2 chị nhớ. Mấy em nhảy lên cái cao. Mấy em nhảy lên đi. Quẩy lên em ơi. Quẩy mạnh vô. Nhảy lên cho các anh chị xem. Đây này, cái chị này muốn đến xem này. Cái chữ số đầu tiên ấy. Đây chị này, số điện thoại muốn đến xem hàng luôn này, ngay và luôn nóng hỏi. Đến mấy giờ đó? Chị thân tình không sao ơi. Like. Không biết đến giờ nào thôi, vẫn đang có rất nhiều người hỏi. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi nha. Cái cao giá là 1.198.000. Ba con quẩy như ba con điên và không bị lún nha mọi người. Chị sao ở là like mấy giờ kìa? Like đến khi nào mà mọi người chán thì thôi nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi ạ. Chia sẻ để nhận quà nha. Chia sẻ để nhận set 5 món quà từ shop nha. Chia sẻ vào 10 hội nhóm nha. Bên em sẽ tặng cho anh chị set 5 món đồ. Đó là một bơm 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo, dán, miếng, dán, gối ôm hoặc là gối đầu nha mọi người. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận quà nhá. Cái cao này là 1198 chị nhá. Đây em quay giá
cần cho chị nhìn rõ. Đấy, ba con đánh nhau như ba con dở luôn. Bảo hành trong vòng 6 tháng chị nha. Ờ đúng rồi, bảo hành 6 tháng nha chị Lê Nhỏ Hồng ơi. Bảo hành cho chị nhưng mà với một điều kiện, một đổi một trong trường hợp là lỗi của nhà sản xuất nha chị. Tức là khi mà chị nhận hàng, chị bơm lên luôn giúp em. Khoảng sau 2 tiếng sau chị thấy hiện tượng là bị xẹp hay là bị lún hay bị gì đó, chị gọi trực tiếp vào số hotline nha, 0917989566, bên em đổi cho chị cái mới ạ. Anh Tùng Thanh ơi, cửa hàng ở 219 Trung Kính nha anh, tòa nhà Bắc Hà đấy ạ. Anh muốn đến xem hàng thì qua sớm nha, bên em livestream đến hết buổi tối thôi ạ. Mọi người nhanh tay đặt hàng để nhận sách năm Ấn Độ nha. Đấy, ba con điên đấy còn chụp ảnh selfie kìa. Nhảy như ba con dở không bị sao. An lên đây An. Em xin giá, chị Trần Thu Thủy ơi, chị muốn mua mẫu nào ạ? Cái nệm mà cao cao này, ba con dồ đang nhảy giá là 1.198.000, cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5 nha chị Linh Linh. Chị ơi, chị Linh Linh ơi, cái nệm đỏ bao nhiêu chị, là cái nệm nào ạ? Sản phẩm bên em có cái nệm đó, cái nệm đỏ chị. Cửa hàng ở 219 Trung Kính, tòa nhà Bắc Hà nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ để nhận xét 5 món quà từ shop ạ. Một bơm hai chiều, bịt mắt bịt tai, keo dán miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu nha mọi người. Mua một tặng năm các chị nhá. Mua một tặng năm, giá chỉ từ 698.000 nhá. Giá rẻ hơn nhiều, những tay đặt hàng này mọi người ơi. Giá chỉ từ 698 chứ không phải giá nặng 698. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Con màu hồng, ok chị. Chị Trang Nhung ơi, con màu hồng Kitty giá 998.000. Bạn gấu hồng xinh xinh chỉ có 898.000 thôi, bởi vì nó là 1m2. Còn con Kitty thì sẽ đắt hơn nha chị, 998.000 nha. Chị mua hàng, chị inbox vào số cho chị Trang Nhung. Bên em tư vấn tận tình cho chị luôn ý ạ. Con, chị muốn mua hàng thì chụp ảnh lại màn hình. Bên em sẽ nhìn mẫu và báo giá chuẩn xác cho chị nhớ. Bên em có màu hồng trắng là 898.000 và con màu hồng hồng thì là 998.000 chị Trang Nhung nhớ. Nhanh tay đặt hàng để nhận thêm 5 món đồ nha chị. 698.000 là đệm hơi, là đệm trơn. Em dừng ở trên đệm trơn của em dừng ở trên tường này chị này. Thì nó là màu xanh dương chị nhá. Là cái mẫu dựng ở trên tường. Mẫu 1 là 698.000 ạ. Mẫu 7 nha mọi người nha. Mẫu 7 698.000 nha. Nằm còn nóng không bao giờ nóng nha chị. Ở trên là lớp tuyết nhung. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì lạnh nha chị. Nằm rất là sướng nha. Ở Hồ Chí Minh, Thủ Đức thì bên em ship biêu cục khoảng 5 đến 6 hôm là chị nhận được hàng nhá. Và bên em cho mình xem hàng, thử hàng thoải mái trước khi thanh toán ạ. Nếu bưu tá không cho thử hàng, chị có thể được quyền hoàn trả hàng nhá. Bên em phải cho thử hàng mới được nhận hàng chị nhá. Chị yên tâm ạ. Đệm cao có màu hồng không ạ? Không. Loại cao thì bên em chỉ có màu xám thôi chị nhá. Bởi vì mọi người hay nhảy trên đấy là màu hồng thôi. Màu hồng thì chỉ có màu thấp thôi chị nhá. Cao chỉ có màu xám Totoro thôi ạ. Chị ở Hồ Chí Minh, chị Lan Phương ơi, chị đặt hàng hôm nay shop còn hỗ trợ tiền ship cho chị nữa đấy ạ. Đúng rồi. Cho mình coi cái gì đây chị? Chị Ái Nhi cho mình coi cái gì đây chị? Tử mấy nhé là cái gì ạ? Chị Ái Nhi ơi, chị muốn mẫu nào, chị muốn màu nào chị báo cho bên em nhá. Bên em sẽ quay máy camera cho chị xem nhá. Chị Trang Nhung muốn đặt con màu hồng Kitty thì nhanh tay đặt hàng nhá. Sản phẩm bên em sắp hết hàng rồi đấy ạ. Số lượng có hạn nên đặt hàng nha mọi người ơi. Chị Ái Nhi ơi, chị muốn mẫu nào thì comment cho em để em tư vấn nha. Mọi người nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn ạ. Lần này về chỉ có 50 cái thôi, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Gấu xám. Chị Ái Nhi, gấu xám đúng không ạ? Đây, gấu xám hai bạn đang nằm, nó cao 40cm thì có giá là 1.198.000. Còn gấu xám mẫu 1 mà cao 20 phân thì có giá là 998.000 chị nhá. Em đã quay đến hai con gấu xám đấy, chị muốn lấy mẫu nào? Con màu nâu bao nhiêu ạ? Con gấu cà phê 898.000 nha chị. Đây 898.000, mét 2, 2m1 cao 20 phân ạ. Gấu xám đấy ạ. Chị Như Như, con màu nâu 40 phân 1.198.000. Con màu nâu 20 phân giá 998.000 nha chị. Hồng mét mấy? Hồng mét 5, 2, mét 2 nha chị. Ngoài ra hồng trắng là mét 2 và 2m1 nha. Giá rẻ hơn 898.000 nha chị. Chị Trang Nhung ơi, chị muốn lấy hồng nào ạ? Hồng ở trên hay hồng ở dưới ạ? Hồng ở dưới thì là 1m5 x 2m2 ạ. Hồng ở trên là 1m2 2m1, hồng ở dưới là 1m5 2m2 nha chị. Chị Trang Nhung inbox trực tiếp vào shop để shop gửi ảnh thực tế, ảnh feedback của shop nha. Các chị để lại số điện thoại đặt hàng nhá, bên em sẽ gọi điện tư vấn ngay lập tức ạ. Cho em xem mẫu 1. Mẫu 1 đây chị ơi, mẫu 1 thì có 3 màu nha. Màu xám này, màu hồng Kitty này, màu xanh này, giá chỉ có 998.000 thôi. Rộng là 1m5, dài 2
Xám, chị Như Như ơi, xám cao 40 phân là 1.198.000 chị nhớ. Đấy là mẫu 5 chị nhớ. Mẫu 1 bên em chỉ cao 20 phân thôi. Mẫu 5 mới là cao 40 phân và 1.198.000 ạ. Chị Hồn Thanh ơi, một bộ là bao nhiêu vậy? Một bộ bên em sản phẩm từ 698.000 cho đến 1.198.000. Chị muốn hỏi mẫu nào bên em báo giá cụ thể nhá. Chị Thanh Thảo ơi, chị muốn mua hàng thì inbox ngay cho bên em để bên em tư vấn mẫu cụ thể ạ. Các chị inbox đi, inbox bên em sẽ gọi điện để tư vấn ngay lập tức cho bên mình nhá. Mua một tặng 5 mọi người ơi, một bơm 2 chiều này. Bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán hay là gối ôm vào gối đầu. Các chị mua bơm này ở ngoài giá thị trường là 150.000. Các chị đặt hàng em lên bên em tặng luôn cho các chị đấy ạ. À, nệm giày đang ngồi. Nệm giày mấy chị đang ngồi là 1.198.000 chị bà nhỏ nhớ. 1.198.000 cho loại đệm cao 40cm ạ. Các em hãy nhảy đi. Nhảy lên, nhảy lên. Chị Lê Khả Ái để lại số điện thoại. Chị vui lòng inbox cho Shop nhá. Shop sẽ gọi điện ngay lập tức cho chị để tư vấn ạ. Chị Facebook hộp thư bảo mật cũng để lại số điện thoại rồi. Nào các bạn sao ấy gọi nhanh lên nào. Các chị đừng để lại số điện thoại trên này nha, em không gọi được cho các chị đâu. Các chị inbox trực tiếp cho Shop, nhân viên tư vấn tận tình cho các chị luôn nha. Gọi luôn bây giờ đi các chị đợi nha. Đặt hàng trong hôm nay chia sẻ trong 5 nhóm sẽ được tặng 5 món quà. 5 đến 10 nhóm đấy ạ. Nào. Một bơm 2 chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán là gối ôm và gối đầu cho mọi người. Chị Như Như ơi, bên em vừa cho xem hàng, vừa cho kiểm hàng trước khi thanh toán chị nhớ, chị yên tâm ạ. Cho xem bộ 700 đây, 700 là mẫu đệm trơn nha chị. 700 ngàn là mẫu thứ 7, mẫu đệm trơn không có hình đầu thú chị nhớ. Có giá là 698.000 ạ. Giá rẻ như bèo mọi người, nhanh tay đặt hàng nha, về có 50 chiếc thôi ạ. À, cái mẫu đệm trơn này dài là 2m, rộng là 1m5 nha chị. À, chị loại 700.000 mà đệm trơn dài 1m5, dài 1m5 rộng, rộng. À, dài 2m rộng 1m5 rộng 1m5. Đấy, nhiều người hỏi quá các em thì đúng không? Ôi. Chị Lê Thả, chị hộp thư bảo mật đây là số điện thoại inbox cho Shop nhá. Chị ở hộp thư bảo mật ơi, chị inbox cho Shop đi ạ. Shop sẽ gọi điện để chốt đơn tư vấn cho chị nhớ. À 40 phân và 20 phân không khác nhau gì cả. Chỉ khác nhau ở kích thước là một cái là 40 phân, một cái là 20 phân thôi chị nhớ. Còn chất lượng y xì như nhau ạ. Chất liệu là từ tấm PVC chống thấm trên phổ lớp chống thấm. Phổ lớp tết nhung ấy ạ. Nằm rất là sướng, em không đau người, không mỏi người đâu nha. Nào gối xám nhảy cho chị Lâm Quỳnh xem nào, chị Lâm Quỳnh đâu. Ôi trời, có khách đến xem rồi chị ơi. Hello. Thế là chị ạ, chị qua xem mẫu đi chị. Đấy, còn có chị đến xem trực tiếp rồi, chị vào đi ạ. Mọi người nhanh tay đặt hàng đi nha. Nhỏ hơn bé sợ đấy. Mọi người nhanh tay đặt hàng nào để em báo giá nào. Chị Trà My ơi, chị chia sẻ giúp bên em để em tặng chị thêm 5 món đồ nha. Chị ơi, chị Ái Nhi ơi, loại xám xám mẫu 1 này là 1m5 nhân với 2m2. Còn đây là 1m5, 2m2, cao 40 phân nha chị. Hai kích thước là như nhau, hai con xám kích thước như nhau, chỉ khác nhau ở chiều cao. Nhảy đi em ơi, lên nhảy đi, ba lên nhảy cho các chị xem. Ba đứa đã nhảy như ba con dở hơi mà vẫn không bị xẹp nha mọi người. Bốn người nằm thoải mái đấy ạ. Mẫu 1 cho chị xem. Quay chậm chậm chị. À mẫu 1 đây chị ơi. Mẫu 1 màu xám nha. Màu xám, ngoài ra bên em có màu xanh và màu hồng ấy ạ. Không phải đâu bên em ạ. Bơm chưa được căng chị nhá. Chị về chị bơm căng lên nằm rất là sướng đấy ạ. Đúng rồi ạ. Mẫu cao các em nhảy đi, nhảy đi 40 phân. Quay khách nào. Chị Lâm Quỳnh gấu xám 1198 là giải thoải mái. Chị Lâm Quỳnh để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho chị nha. Ai là khách mèo đấy chị thử xem. Em nhảy mạnh lên. Nhảy mạnh lên nào. Mẹ cho tiền chị để nhảy thế kia. Cho ăn với nhảy chị để nhảy thôi. Chị Ái Nhi ơi, 40 phân là 40 phân. Ai đấy? Chị bơm 30 phân cũng được. Nhưng nếu mà chị muốn căng và nằm sướng hơn thì chị bơm 40 phân vẫn ok chị nhá. Vâng. Các chị muốn đặt hàng một là gọi vào hotline của bên em 2566, hai là inbox cho Shop chị nhá. Dạ màu hồng khách em đang nằm kìa chị kìa, có hai loại, một là hồng trắng, hai là hồng kitty chị nhá. Hồng trắng là 898.000, hồng kitty full là 998.000 chị nhá. Chị Á Nhi ơi, chị đặt hàng cho em số điện thoại bên em sẽ gọi điện tư vấn cho chị loại xám cao 40 phân chị nhá.
Dạ vâng, anh Hồ Thanh, bên em sẽ cho nhỏ nhà để anh nghe rõ nhá. Anh muốn chọn mẫu nào anh cứ báo cho bên em, bên em sẽ inbox và chốt đơn cho anh qua inbox hoặc gọi số điện thoại cho anh nhá. Bạn San San ơi, màu ghi 20 phân có giá là 998.000, kích thước là 1m5 x 2m2 bạn nhé. Màu ghi Totoro có giá là 998.000 bạn San San nhé. Chị Ái Nhi ơi, bên em đã nhìn thấy số điện thoại của chị, bên em sẽ lập tức gọi điện chốt đơn cho chị nhé. Gấu xám 40 phân 1.198.000 chị nhé. Dạ. Dạ bạn Hoàng Phụ ơi, loại 40 phân màu xanh bên mình không có, bên mình chỉ có màu xanh dương loại 20 phân thôi chị nhé. Chị Như Như để lại số điện thoại cho bên em sẽ gọi điện tư vấn cho chị hoặc chị inbox trực tiếp cho shop, bên shop sẽ liên hệ trực tiếp cho chị nhé. Anh Quang Thành ơi, mua một tặng 5 bên em là tặng bơm, tặng bịt mắt, bịt tai, tặng gối ôm anh nhá. Tặng rất nhiều à, các chị chia sẻ trên pet với chế độ công khai, chụp ảnh màn hình và inbox cho pet, pet sẽ tặng ngay 5 món quà nhá. Đặt hàng hôm nay bên em sẽ hỗ trợ free ship à, khách đang ngắm thoải mái nên là khách nhí của bên em nhìn rất đáng yêu nhá. Bé muốn chọn món nào thì em say hello. Anh Quang Thành muốn tặng em nào thì inbox dùm pet nhá, bên em sẽ báo giá từng em nhá. Đâu ạ? Ôi em rắc cổ quá chị ơi. Tặng em không anh Quang Thành ơi, anh mua một tặng 5 nha anh. Một bơm 2 chiều để bịt mắt bịt tai keo dán miếng dán nha. Ship thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm khoảng 150-160. Shop hỗ trợ chị luôn 60.000 nha chị Lệ Quyên ơi. Đặt hàng hôm nay shop hỗ trợ tiền ship cho chị luôn đấy ạ. Có mấy em nào để anh cho anh Quang Thành ơi, anh mua đệm bên tặng người nha. Anh Quang Thành ơi, giờ anh đang có chửa anh tặng làm gì. Mua một tặng 5 em, mua 5 cái đệm để tặng 5 em nha anh Quang Thành ơi. Anh Hùng Kem Soi, màu xanh có giá là 998.000 anh nhá. Kích thước là 1m5 x 2m2 và có giá là 998.000 ạ. Anh muốn đặt hàng vui lòng inbox số điện thoại hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện tư vấn cho anh nhá. Dạ chị Lê Quyên ơi, bảo bên em bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 ạ. Chị được xem hàng kiểm hàng trước khi anh toán, chị yên tâm chị nhá. Nào mọi người, chị Lệ Quyên ơi, bảo hành chị ơi, bên em bảo hành một đổi một với một điều kiện là do lỗi của nhà sản xuất này chị, khi mà chị nhận hàng chị bơm lên khoảng 2 tiếng, nếu như chị thấy hiện tượng là bị xẹp hơi hay là bị xuống hơi bị thủng, chị gọi luôn vào số hotline chị, bên một đổi một đó chị đấy ạ, 0917989586 đó chị. Chị ơi, vận chuyển là có bơm cho chị đăng hoàng nhưng mà với một điều kiện chị phải chia sẻ shop nha, lên 10 nhóm nha. Chị Ái Nhi bắt vào shop nha. Giá bao nhiêu thế shop? Anh Nguyễn Tiến Đan anh hỏi mẫu nào ạ? Huyền ơi, check in bắt kìa. Ái Nhi cho xem hàng đó nha. Ok chị Ái Nhi nha. Bên em cho chị xem hàng chị nha. Nhưng mà em sợ là khi bưu tá đi ra hàng chị ấy họ không có thời gian để đợi chị bơm đâu. Nên là chị cứ nhận hàng đi, sau 2 tiếng mà có vấn đề gì chị gọi vào số hotline nha. Em đổi một cho chị luôn đấy ạ. Còn bưu tá lên giao hàng chắc là họ không có thời gian để cho chị bơm hơi lên đâu chị nhá. Bên em chỉ hỗ trợ chị xem hàng đó là kiểm tra đầy đủ quà đó. Xong sau đó là chị cứ bơm lên và để cho bưu tá về nha chị. Có chị Như Như ơi, bên em đang sale sập sàn nên có tính phí ship nha. Chị đặt hàng hôm nay bên em sẽ hỗ trợ tiền ship nha. Shop ở 219 Trung Kính nha chị Giang Hoàng ơi. Chị có thể qua xem trực tiếp nha. Thôi chị em rắc cổ quá chị ơi. Anh có gì không? Mọi người nhanh tay nhận hàng nha, em sắp có tắt like rồi mọi người ơi. Mọi người hỏi gì thì em trả lời nào. Bên em giới thiệu lại lót mẫu lần cuối nhá. Hồng mẫu 1. Mẫu 1 998.000 là mẫu xám cao, là mẫu 5 là mẫu hot nhất có giá là 1.198.000 ạ. Mẫu 1 và mẫu 5 là hai mẫu hot nhất nhá. Vâng, đệm trơn bên em đã khách hàng đã chốt đi xem like nhá. Đệm trơn có giá là 698.000 ạ. Vâng, chị Lệ Quyên, chị Lê Quyên ơi, chị inbox cho phép nhá. Sơn sẽ trả lời ngay cho chị các mẫu ạ.
chị Ánh Nhi ơi, trước chị Ánh Nhi ơi, bên em sẽ báo bưu tá rõ ràng trước khi giao hàng cho chị nhá. Chị yên tâm ạ, bên em sẽ chốt đơn hàng cụ thể cho chị. Bạn nhớ bơm trước. À rồi, ok chị Ánh Nhi nha, trước khi gửi hàng em có bơm rồi. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó không đảm bảo được chị Ánh Nhi ạ. Nhưng mà chị cứ bơm lên đi, 2 tiếng sau chị gọi trực tiếp cho em nếu như có vấn đề gì xảy ra. Chị ơi, phải đặt tiếng. Chị Ánh ơi, bên em sẽ kiểm tra hàng cụ thể cho chị trước khi thanh toán. Và sau khi bơm 2 tiếng rồi, khi nhận hàng đấy, chị nếu thấy có vấn đề gì chị inbox lại cho shop nhá, shop sẽ xử lý ngay cho chị ạ. Mẹ xe cô ơi, chị inbox cho Pep nhá. Bên em có nhân viên đang check inbox cho chị đấy ạ. Chị muốn lấy mẫu nào thì chị cứ inbox cho Pep hoặc để lại số điện thoại nhá. Bên em sẽ gọi lại luôn cho chị ạ. Hoặc chị có thể gọi vào hotline của bên em ở trên comment đấy, ở trên bài viết đuôi 566 chị nhá. Chị Ánh Nhi ơi, chị cứ yên tâm, bên em sẽ chốt đơn chắc chắn cho chị rồi mới gửi nhá. Sẽ đảm bảo đúng yêu cầu của chị, nếu không bên em sẽ không dám gửi hàng đâu ạ. Bởi vì sản phẩm này hoàn hàng rất cao chị nhá. Chị Hoàng Trương Thanh Tâm ơi, bên em chỉ có 1m5 x 2m2 thôi chị nhớ. Và có loại 40 phân như loại này đấy ạ. Và loại 20 phân bên em chỉ có loại 1m2 và 1m5 thôi chị nhớ. Chị lấy loại 1m5 là nằm 3 người cũng được đấy. Ba em áo đen và nằm thử cho chị Hoàng Trương Thanh Tâm. Nhìn cái độ rộng của cái giường 1m5 x 2m2 và nhân 40cm chị nhớ. Loại mẫu 5 này là loại hot nhất của bên em, có giá là 1.198.000 chị nhớ. Chị nhìn thấy đấy ạ, ba bạn này mỗi bạn trọng lượng khoảng 48kg mà nằm vẫn vừa chị nhớ. Không hề chật đâu ạ, loại 1m6 x 1m2 x 2m bên em hiện tại không có, chỉ có 1m5 x 2m2 thôi chị nhớ. Và cao 40 phân ạ, mẫu 5 1.198.000 chị nhớ. Chị Hoàng Trương Thanh Tâm ơi, chị muốn tư vấn nhiều mẫu hơn nên chị inbox cho Pep. Pep em sẽ chốt đơn và tư vấn kỹ cho chị qua số điện thoại hoặc chị gọi về hotline 0917 799566. Dạ vâng, anh bạn Tiêu Đinh Hoàng mẫu 5 đã để lại số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện chốt đơn cho bạn nhé. Bạn inbox luôn cho Pep mình, bên mình nhân viên sẽ tư vấn cho bạn cụ thể các mẫu và giá tiền nhé. Chị Như Như lấy lô 5 em đã đi rồi ạ, chị Như Như để lại số điện thoại nhé. Mẫu 5 có giá là 1.198.000, cao 40cm. Bên em sẽ gọi điện tư vấn cho chị sớm nhất nhé. Hoặc bên em chị inbox đi để bên em sẽ tư vấn luôn cho chị ạ. Còn mẫu thấp hơn là chị Hoàng Trương Thanh Tâm ơi, mẫu thấp hơn là mẫu 1 có giá đồng giá là 998.000. Mẫu 1 20cm là có màu xám này chị này, màu hồng full kitty và màu xanh kitty chị nhớ, màu xanh chị nhớ. Mẫu 1 thấp hơn có giá là 998.000 chị nhớ. Còn mẫu 2 cà phê nhà thì là 898.000 ạ. Bạn Dương Nguyên ơi, bạn muốn hỏi sản phẩm mẫu nào của bên shop mà để shop báo giá nhé. Sản phẩm bên shop có giá từ 698 đến 1.198.000 là giá trị cao nhất nhé. Bạn muốn mẫu nào thì vui lòng inbox hoặc là báo cho shop để mong shop báo giá nhé. Màu bạn Phạm Quang Vinh Quang ơi, màu cà phê nhạt là mẫu 2 có giá là 898.000 bạn nhớ. Loại này là 1m2 ạ. 1m2 cao 20 phân. Các anh chị muốn đặt hàng vui lòng inbox shop. Shop sẽ báo mẫu cho các anh chị hoặc anh chị để lại số điện thoại hoặc gọi vào hotline cho bên shop. Bên shop sẽ tư vấn nhiệt tình nhá. Bên shop chuẩn bị tắt like rồi ạ. Các anh chị nhìn lại một lần mẫu nữa cho bên shop nhá. Là mẫu 1 có màu xanh, màu hồng. Mẫu 2 thì là cà phê nhạt, mẫu 1 là 998.000, mẫu 2 màu cà phê nhạt là 898.000 nhá. Mẫu 2 còn có màu hồng trắng cũng là 898.000 ạ. Và mẫu hot nhất của bên em, siêu phẩm của bên em, mẫu 5 giá 1.198.000 lên 20cm. Mấy em nhảy lên đi, nhảy nốt lần cuối. Nhảy nốt lần cuối cho anh chị xem đi để tắt tay chim. Đúng rồi ạ. Đây, anh chị inbox các chị nhớ, nhìn đây ạ, 40cm thì nhảy thoải mái, không hề bị nhún nhớ. Anh chị nhìn cảm giác như vậy thôi, nằm không hề bị nhún, một cảm giác lâng lâng khó tả luôn nha. Còn đây, đây các anh chị nhìn đi ạ, các em ấy nhảy ba em trắng trắng điên lên luôn nào. Trời ơi. Đây, mẫu 1 thì bên em còn thêm một màu xám 998.000 rất sạch. Và mẫu 7 là đệm trơn 698.000. Đây anh chị, đây lần cuối bọn em xin nhảy để xin phép tắt like cho anh chị nhá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, các em chào các anh chị đi. Chào mọi người nha.
Khách hàng nhí của bên em. Khách hàng nhí của bên em hơi sợ một chút xíu. Cô chị ơi, xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Anh Dương Nguyên ơi, cà phê nhạt có kích thước là 1m2, 1m2 và nhân 2m1. Không phải 1m6 anh nhá. Anh muốn hỏi thêm mẫu cụ thể, anh inbox shop hoặc để lại số điện thoại hoặc gọi cho hotline đuôi 566 của bên Sơn nhá. Bên Sơn sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị ạ. Các em chào các chị lần cuối nhá. Xin chào ạ. Ơi, xin chào tất cả các tình yêu. Hôm nay em lại lên để like đẹp cho mọi người đây. Mọi người vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Hôm nay có nhiều quà lắm ạ. Đây em xin giới thiệu. Đây là mẫu 1. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 20 phân nhé mọi người. Nằm rất là sướng ạ. Mọi người vào xem chia sẻ giúp em đi ạ. Dạ, nhiều người xem. Đây này, đưa video này. Đưa link cho em. Đi đâu? Xin chào Nguyễn Quang Anh. Anh muốn mua mẫu đệm nào bên em ạ? Anh vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Liên của Liên Liên. Đây. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà đi nào. Hôm nay shop có rất nhiều quà tặng đến cho mọi người đấy ạ. Mới có 3 người xem thôi. Anh Nguyễn Quang Anh muốn mua gì ạ? Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. Hôm nay shop có rất nhiều quà tặng mọi người đấy ạ. Xin chào tất cả các bà. Các bạn lên chia sẻ để nhận quà nhá. Không may lên trên để em tự giới thiệu ạ. Đây là con gấu mẫu 1 xám Totoro nha mọi người. Con này chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 20 phân ạ. Mọi người lên xem chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. Hôm nay mọi người chia sẻ vào 5 nhóm, em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà. Năm món quà em đã ghi ở trên livestream đó ạ. Mọi người lên xem để tăng view nha. Mua chia sẻ nhiều giúp em đi ạ. Bên em hôm nay sẽ tặng mọi người 5 món quà đấy ạ. Đây, mẫu đệm bên em đây ạ. Có rất nhiều mẫu xinh luôn. Con này là con xanh Totoro xanh, chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 20 phân nha mọi người. Xin chào Thu Trang, Trang xinh. Chia sẻ để được quà nha mọi người ơi. Mọi người lên xem và chia sẻ giúp em đi ạ. Để em giới thiệu. Con này là con mẫu 1 xanh, giá đang sale còn 998.000 nha mọi người. Tiếp theo đó là con màu hồng Kitty rất xinh nè. Xin chào chị thân thiện Hương Sao. Xin chào chị. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Mọi người mua hàng inbox vào cho shop nha. Đây, mẫu này là con này, mẫu này đang hot của bên shop em nè. Con này là con mẫu số 5 xám, cao 40 phân. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5. Nằm rất là sướng. Nào Liên xinh gái nhảy cho chị Hầu Như Nguyễn xem. Nhảy lên đi em. Đứng lên nhảy đi. Nhảy lên. Màu hồng Kitty hay là hồng gấu xinh hả chị? Con gấu xinh kia giá là 898k nha. Con mèo Kitty giá là 998k. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Để nhận quà từ shop nha. Đây. Đây là con xám mẫu 1. Bên em đang bán với giá là 998.000, giá sale đó mọi người. Nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi từ shop nào. Mọi người ơi. Trang xinh, cười cái Trang xinh.
Mọi người lên chia sẻ giúp em nhé để nhận quà từ shop nha. Xin chào bạn Hồng. Mọi người mua mẫu nào nói cho em biết nha để em tư vấn ạ. Ba người thì mình nên chọn mẫu 5 màu xám này nha chị Hồng Nhung. Con này giá là 190, con này có giá là 1.198.000. Nằm rất là êm nha bạn. Trên nó phủ cho mình một lớp tuyết nhung. Đệm này làm từ chất liệu là PVC chống thấm. Trên phủ cho mình một lớp tuyết nhung nằm rất là êm nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em để nhận quà nhá. 40 người xem rồi. Tiên sinh ơi, 100 người xem mình sẽ phát quà cho mọi người nha. Mọi người lên like và chia sẻ giúp em đi nào. Nằm rất là êm nha chị. Đây con mẫu 5 này nằm thoải mái 3 người ạ. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha. Không bị lún ạ, nhảy thoải mái. Cả nhà lên nhảy cũng không sao. Đây mua con lông hồng màu Kitty này cũng rất là xinh ạ. Con hồng này giá là 998.000 nha mọi người. Ok chị Hồng Nhung Nguyễn, lên inbox cho shop nha chị. Đặt hàng hôm nay shop tặng cho chị 5 món quà đấy ạ. Ok cậu Út họ Đặng, lên inbox cho shop nha. Đặt hàng hôm nay shop sẽ có 5 món quà để tặng mọi người đấy ạ. Đây để em giới thiệu lại con xanh này. Con xanh mẫu 1 giá 998.000. Dài là 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Đổi quà lấy bạn đang ngồi trên đệm được không shop? Được nha bạn. Bi Nguyễn bạn muốn hỏi con nào ạ? Mét 5 hay mét 2 để em tư vấn ạ. Cảm ơn chị Hồng nha. Mẫu nào bên em cũng xinh hết ạ. Cảm ơn chị Khánh An nha. Phan Ngọc Long để lại số inbox cho shop nhá. Để trên này em không gọi được đâu ạ. Để lại số inbox lại cho shop nha. Anh quan bạn là Phan Ngọc Long quan tâm đến mẫu nào để em tư vấn ạ? Huy Lê Tuấn ơi, để lại số thì bạn inbox vào shop nha. Ở trên này thì không gọi được trực tiếp, cho nên là các bạn inbox vào shop để có người gọi điện trực tiếp cho bạn nha. Huyền Hồng cảm ơn chị, yêu quá shop ơi tư vấn em với. Chị để lại số trên inbox nha chị. Để trên này bên em không thể nào mà gọi được cho chị đâu. Chị inbox vào shop đi nha. Chị Huyền Hồng, chị muốn mua mẫu nào để em tư vấn ạ? Đây mẫu con cao này rất là xinh nha. Mẫu 5 xám Totoro. Cả nhà nằm thoải mái mà không bị lún đâu ạ. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đây, 5 món quà đó là 5 món quà là hôm nay mình sẽ tặng cho các anh, các chị, các bạn, mọi người một cái bơm 2 chiều này, bịt mắt này, bịt tai này, keo dán, miếng dán và một gối ôm nha. Hello anh Trần Hùng, anh muốn hỏi mẫu nào bên em ạ? Mẫu bên em có giá từ 698.000 đến 1.198.000 nha anh. Anh muốn hỏi mẫu nào ạ? Cái màu xanh ở trên tường kia mẫu 7 giá là 698.000 ạ. Mọi người vào chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đây là mẫu xám cao 20 phân giá là 998.000. Ngố mắt to, cảm ơn chị nha. Ok, mọi người đặt hàng inbox vào shop nha. Chị Ken được 3, chị đặt mẫu nào bên em nhở để em tư vấn ạ. Cái to giá là 1.198.000 nha chị. Chiều dài là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha. Cả nhà mình nên nằm không sao đâu ạ, không bị lún, nằm rất là êm. Ở trên nó phủ chị một lớp tuyết nhung, nằm sướng lắm ạ. Đây con to này đây. Trang nhảy lên Trang ơi. Mẫu hồng, anh muốn hỏi mẫu hồng mét 2, mẫu hồng mét rưỡi ạ? Mét rưỡi giá là 998.000, chiều dài là 2m2, chiều rộng mét rưỡi ạ, cao 20 phân. Con gấu xinh xinh ở trên kia là chiều dài là 2m1, chiều rộng là 1m2 ạ, cao 20 phân ạ. Ok anh Lê Huy Tuấn, check inbox cho anh Lê Huy Lê Tuấn Lộc Sinh ơi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để tặng quà nha. Hôm nay shop sẽ tặng cho các bạn mua 1 tặng 5 ạ. Nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn ạ. Đây đây bạn Trang nhảy lên đấy. Bạn nhảy mà không hề sao cả. Đệ vẫn nhảy rất là thích.
dùng được à? Anh dùng được mấy năm lận anh ạ? Nói chung là cái này dùng được rất là lâu chị Nguyễn Thị Vân Anh nhá. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Thì em tư vấn cho chị. À cái này xẹp đi, đóng vào trong thùng thì nặng khoảng 10 cân chị nhá. Mình có thể khi nào mình thích mình có thể bơm lên, khi nào mà mình muốn mang đi du lịch mình lại tháo hơi ra chị nhá. Nó được đựng trong một cái thùng như thùng mì tôm ấy ạ. Ok. Nệm nhỏ nhất mét mấy chị? À nệm nhỏ nhất là 1m2 chị nhá. Chiều rộng là 1m2, chiều dài là 2m1 và cao 20 phân. Đây là con gấu này ạ. Con gấu hồng và con gấu cà phê đấy chị nhá. Chị Hồng Phan nhá. Ok chị, thân thị Hương Sao. Chị để lại số trong inbox đi chị ơi. Để em không gọi đâu ạ. Hoặc là các chị có thể gọi trực tiếp vào hotline nha. 0917789996 ạ. Mẫu cao này rất là xinh đây ạ. Cả nhà mình nằm không hề sao. À chị Hồng Phan chị hỏi mẫu nào ạ? Mẫu cao này giá là 1198 nha chị. Ba con xám này này, với lại con hồng Kitty và con xanh mi em đang đồng giá nhá, 998k. Mọi người mua mẫu nào? Mọi người mua mẫu nào comment trên để em tư vấn ạ. Chị Hồng Phan chị mua mẫu nào ạ? Mọi người lên like và chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng hôm nay shop sẽ tặng cho các bạn 5 món quà, đó là một bơm 2 chiều này, nhỏ nhất đây ạ. Nhỏ nhất là 1m5, rộng là 2m, cao 20 phân nha chị. Giá là 698.000 ạ. Chị ơi, ok anh Khánh An. Vâng. Chị đợi em một chút để bên em check lại inbox của chị nha. Ok chị. Đây bên em có rất nhiều mẫu xinh ạ. Hai con Totoro xám, một con cao, một con thấp. Con thấp giá là 998.000, con cao giá là 1.198.000 ạ. Con cao thì nó sẽ thích hơn bởi vì nó cao hơn. Con mèo hồng Kitty này cũng rất là xinh ạ. Chị Khánh An check inbox nha. À, chị tiết còi cái này phải bơm. Vâng ạ, cái này sử dụng một bơm 2 chiều nha chị. Chị đặt hàng hôm nay bên em tặng cho chị luôn một cái bơm 2 chiều đấy ạ. Đây ạ, bơm 2 chiều. Bơm 2 chiều cứ thế bơm vào được chị nhá. Anh ơi, à đây cái bơm 2 chiều của bên em này ạ. Bơm vào chắc chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút thôi là được một cái đệm như thế kia chị nhá. À shop ở 219 Trung Kính bạn nha. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp hoặc có thể qua shop xem nha. Anh để lại số, anh vào inbox qua shop nhá. Để trên này thì bên em không gọi trực tiếp vào cho anh ạ. Anh inbox vào trong shop thì nhân viên bên em sẽ gọi trực tiếp cho anh nha. Đây bơm 2 chiều bên em nè. Mọi người mua cái bơm này ở ngoài đã giá là 150.000 rồi ạ. Hôm nay mọi người chia sẻ cho shop em, shop sẽ tặng luôn cho mọi người cái bơm này giá 150.000 luôn nhá. Rồi đây, cái bơm này đây. Mọi người khi mà lắp cái nút bơm này nha, không được lắp nhầm vào cái lỗ thông gió này mà phải lắp vào bên này này. Nhiều người gọi điện cho shop là tại sao đệm nó không lên, nhưng mà do mọi người là không biết cách lắp nha. Bên em đã có tất cả những video quay cách bơm rồi đấy. Lê không? Có bán đệm và người không shop? Có, anh ơi anh muốn mua ai ạ? À? Anh Phạm Tuấn Anh mua mẫu nào để bên em tư vấn nha. Không những mua đệm lại còn được ngắm người xinh nữa. Toàn hot girl, Liên hot girl. Đâu còn An già đâu, An già. Tiết còi Đỗ Thị Lý thích không? Chị tiết còi ơi, chị chia sẻ giúp shop nha. Chị Phạm Hòa cảm ơn chị nha. Mọi người mua mẫu nào comment cho em để em tư vấn ạ. Chị Nguyễn Bảo Trân, bộ nhỏ nhất, à đây ạ. Mẫu nhỏ nhất bên em là đệm trơn, giá là 698.000 nhưng mà nó không có đầu gấu. Mẫu mét 2, 2m1 thì có đầu gấu mọi người nha, con hồng hồng ở trên ấy ạ. Con sáo, con gấu, xám cà phê, giá là 898k nha chị. Chị đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ qua inbox cho shop nha. Và anh Phạm Hòa toàn người đẹp thôi. Anh ơi mua đệm tặng người anh ơi. Cảm ơn anh nha. Liên nhảy cho các anh xem. Liên hot girl, nhảy. Ta thuê giày anh nhảy mà không nhảy được là Liên. Anh con anh Phạm Toàn mua con Totoro cao này em tặng luôn cái con bé đang nhảy anh ơi. Mọi người chia sẻ giúp em nha. Mọi người chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Mọi người chia sẻ cái livestream này vào 10 nhóm, em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà, đó là một bơm 2 chiều này, bịt mắt này, bịt tai này, keo dán miếng dán cho mọi người. Anh Yuri
Nhảy đi bạn xem lại là nhảy đi các em ơi, lên nhảy đi. Mọi người lên xe giúp em nha. Xe và 10 nhóm em sẽ tặng cho mọi người 5 món quà đấy ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Anh Tuấn, cái đấy giá bao nhiêu em? Anh ơi, em muốn hỏi cái nào ạ? Cái cao hay cái thấp thì em tư vấn cho anh nha. Cái cao giá là 1.198.000. Cái bé này 20 phân giá 998.000 nha anh. Còn có cái nhỏ hơn như kiểu con màu hồng gấu xinh kia và con gấu cà phê giá là 898.000 ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em nha. Lên chia sẻ vào 10 nhóm. Bên em sẽ check lại rồi mới phát quà cho mọi người đấy ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em nha. Cái đấy giá bao nhiêu? Anh hỏi cái nào anh ơi? Cái màu xanh này giá đồng giá với con màu hồng bên cạnh là giá 998.000 nha anh. Mẫu 1 dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Bên em kiểm tra và trang cá nhân kiểm tra, mọi người đã chia sẻ bên em mới tặng quà cho mọi người nha. Chị Đăng Nguyên ơi, chị thích mẫu nào bên em ạ? Bên em có nhiều mẫu xinh lắm ạ. Hàng vừa mới về rất là hot, hot hòn hòn luôn. Giá rẻ như bèo, nằm rất là êm. À, cho bạn Mầm Mầm lên nhảy. An Già Phú lên nhảy đi em. Anh Thiên Lưu ơi, anh muốn hỏi mẫu nào ạ? Bên em có rất nhiều mẫu, mẫu cao nhất giá là 1.198.000 ạ. Mẫu nhỏ hơn giá 998.000 nha anh. Bạn nào cũng chân dài ạ. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Chia sẻ vào 10 nhóm bên em sẽ tặng cho anh chị 5 món quà đấy ạ. À, 1m8 thì bên em không có hàng đâu anh nhá. Rộng nhất là 1m5 đấy ạ. Con này là con cao cao này là nhà 4 người là nằm thoải mái nha chị. Chưa vào sạc. Đây rồi. Đây này. Rồi. À, có cái nào rộng? 1m5 là rộng nhất rồi nha mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Eva shop nha mọi người ơi. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Đặt hàng ngày hôm nay shop tặng mọi người rất nhiều món đồ đẹp đó. Một cái bơm hai chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán và miếng dán ạ. Có Doraemon, không có Doraemon đâu chị ơi, nhưng mà có mèo hồng xinh này, gấu này hoặc là con Totoro xám, rất là đẹp luôn nha. Không có Doraemon chị nha. Đây bên em có rất nhiều mẫu xinh, chị lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha chị. Bên em sẽ tặng cho chị một cái bơm hai chiều này. Bơm này giá ngoài thị trường giá là 150.000 rồi đấy ạ. Ai chia sẻ vào 10 nhóm, shop sẽ tặng cho mọi người một cái bơm hai chiều này, bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán nha mọi người. Mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận quà nha. Con to này dài là 2m2, rộng 1m5, cao 40 phân là cả nhà mình nằm thoải mái rồi đấy ạ. Mọi người lên like lên chia sẻ giúp em nha. Anh Văn Phùng, có cái nào một mình nằm xem TV không? Có anh ơi, có con mẫu gấu cà phê số 2 này, giá 998.000, rộng 1m2, dài 2m1 anh nhá. Bao nhiêu ạ? À, anh Phạm Siêm ơi, để lại số điện thoại thì anh inbox qua shop nhá, shop sẽ gọi lại luôn cho anh ạ. Chị Lã Thanh Huyền, con to giá là 1.198.000 nha chị. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5, cả nhà nằm thoải mái ạ. À, chị Eric Nguyễn ơi, chị để lại số thì chị inbox qua shop nha, để trên này em không gọi được đâu chị ạ. Anh Văn Phùng, to quá, không thì anh lấy cái đệm trơn này đi anh. Đây đệm trơn này 1m5, rộng là 2m, giá chỉ có 698.000 thôi ạ. Giá rẻ như bèo, nhưng tay đặt hàng nhanh để nhận quà từ shop ạ. Anh ơi, bên em có bán người mẫu nha anh. Anh mua đệm nào là bên em kèm theo người mẫu luôn đấy ạ. Anh Lê Thanh, để lại số inbox vào shop nha anh. Anh để trên này em không gọi được cho anh đâu ạ. Anh inbox vào shop để sẽ có các bạn tư vấn cho anh nhá. Ok. Đây mọi người lên chia sẻ giúp em để nhận bơm nào. Đây mọi người dùng bơm nha. Đây này có nước công tắc ở bên cạnh đây này, nước công tắc. Chị ơi cho em xem, đây là nước công tắc này. Đây mọi người nhớ là cho đầu bơm vào đây nha mọi người. Bên em có ba nút này to, ở trên một cái đệm thì thường là có hai cái gen. Mọi người đầu tiên là mọi người phải bơm cái gen to nhất này, xong đến cái gen ở giữa, rồi còn cái nhỏ nhất là để bơm gối nha mọi người. Chị Lã Thanh Huyền, tí em inbox shop. Ok chị. Hà Nội à? Hà Nội thì ví ship từ bên em thuê ship ngoài chị chắc là rơi vào tầm khoảng 50-60.000 thôi chị Hồng Thái nha. À người mẫu cần bơm nha anh. Em chia
sẽ ok chị Lã Linh Huyền, để bên em đi kiểm tra rồi chốt đơn hàng cho chị nha, tặng cho chị một cái bơm hai chiều này, bịt mắt bịt tai keo dán và vài miếng dán nữa chị. Ok đây, để em giới thiệu lại con mẫu cao này hot nhất bên em này, giá là 1.198.000, chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 40 phân nhá. Chị Bảo Vy giới thiệu giá và kích thước ok chị. Con mẫu xám Totoro chiều dài là 1m5 này, chiều cao là 20, chiều dài 2m2, đồng giá với con xanh và con hồng Kitty này chị nhá. Dài em báo lại dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân nhá, giá 998.000. Mọi người lên chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để nhận quà nha mọi người ơi. Cái 600 đâu chị? À đây anh ơi, cái 600 698.000 nha anh. Đệm trơn ấy ạ. Dài 1m5, rộng 2m, cao 20 phân ấy ạ. Màu hồng yêu quá, để cho em một bộ shop. Bạn Hằng Trương ơi, bạn mua thì bạn inbox vào shop nha. Chị Bồi Hiền để lại số điện thoại trên này em không gọi được đâu ạ. Chị inbox vào shop để shop tư vấn cho chị nha. Chị Lã Thanh Huyền, cái to không ạ, cái to chỉ có mẫu này thôi chị nhá. Màu xám này nhìn rất là sang luôn đấy ạ. Cao 40 phân, dài 2m2, rộng 1m5 nhá chị nhá. Con này là nhìn xinh, đang hot nhất bên em chị nhá. Màu khác không có đâu, em sợ những màu khác là rất là bẩn. Con này nhìn vừa sang vừa đẹp đấy ạ. Mọi người để lại số điện thoại thì inbox vào cho shop nha, để trên này em không gọi được cho mọi người. Đây để em giới thiệu lại qua cho mọi người nha. Con mẫu 1 này dài là 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân, giá là 998.000. Đồng giá với con xanh mẫu 1 và con hồng Kitty ở dưới kia đều 998.000 nha mọi người. Con gấu xinh tít ở trên kia dài là 2m1, rộng là 1m2, cao 20 phân, giá là 998.000 đấy ạ. Mọi người giặt vệ sinh rất là dễ nha anh Mai Đình Văn. Mình chỉ cần lấy một cái khăn ướt mình lau qua là sạch thôi ạ. Vệ sinh sạch sẽ, rất là dễ dàng. Que cái màu hồng mình xem ok chị, đây màu hồng đây ạ. Dài 1m5, dài 2m2, rộng 1m5, cao 20 phân ạ. Kèm theo gối, chị Lã Thanh Huyền ơi, có kèm theo gối chị nhá. Mọi người xe 100 xe em sẽ tặng quà cho mọi người ạ. Mọi người chia sẻ thêm vào 10 nhóm để nhận phần quà từ shop nha. 5 món quà đang đợi mọi người đấy ạ. Kèm theo gối, có kèm theo gối ạ. Anh Đoàn, anh hỏi mẫu nào bên em ạ? Cái cao 40, giá là 1.198.000 nha anh. Đây ạ. Chiều dài của nó là 2m2, chiều rộng là 1m5, cao 40 phân nha anh. Giá là 1.198.000 ạ. Giá rẻ như bèo, anh nhanh tay đặt hàng nha. Trang ơi, Trang ơi, Trang xinh nhảy lên xanh xem, Trang xinh ơi. Nhảy thao hồ mà không bị lún. Bay em xinh gái lên để chị. Đấy mọi người thấy chưa, ba người lên mà không bị sao nha, nằm ba người thoải mái. Ba đứa nằm dưới xem nào, ba đứa nằm xuống. Ship Bình Phước chắc rơi vào tầm khoảng 160 đến 170 nha chị, nhưng mà shop sẽ hỗ trợ chị 70.000 nếu chị đặt hàng trong ngày hôm nay, thanh toán cho shop là 100.000 thôi ạ. Chia sẻ bao nhiêu lần thì được tặng quà? Chia sẻ chia vào 10 nhóm nha chị, vào 10 nhóm mà để ở chế độ công khai nha. Ship tiền ship thì em không được nhận đâu nha mọi người. Bên shop, mọi người đặt hàng hôm nay shop sẽ hỗ trợ tiền ship cho mọi người đấy ạ. Giá chị Ngọc Ánh ơi, chị muốn mua mẫu nào ạ? Mẫu cao nhất có 3 bạn đang nằm kia, giá là 1.198.000 ạ. Con bên cạnh này thấp hơn, giá là 998.000. Đồng giá với con màu hồng và con màu xanh bên này nhá. Giá rẻ như bèo, mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Mọi người chia sẻ giúp em nhá, 101 người xem rồi. Mọi người chia sẻ cho em vào 10 nhóm này. Bên em kiểm tra trên trang Facebook mà thấy mọi người chia sẻ rồi, bên sẽ tặng quà cho mọi người nha. Một bơm hai chiều, gối ôm hoặc gối đầu, bịt mắt, bịt tai, keo dán được miếng dán ạ. Cho em nhảy với các chị ok, Đoàn anh lên đây nhảy với bọn em nha. Lan Ngọc đẹp lắm shop ơi, cảm ơn chị Lan Ngọc nhá. Chị muốn mua mẫu nào bên em ạ? Ok anh trang trí đô thì anh inbox lên cho shop trước nhá. Chắc là nhiều khách quá các bạn không inbox kịp cho anh ạ. Anh lên inbox trước con shop nha. Ghế hơi à? Ghế hơi em có nhưng mà hôm nay em lại để ở dưới kia mất rồi. Có ghế hơi nhanh Văn Phùng, anh lên inbox cho shop đi ạ, để shop sẽ gửi hình cho anh. Hai mọi người ơi, có nhiều mẫu xinh lắm ạ. Đây, hai bé chân dài đang nằm trên mẫu 1, giá là 998.000 nha anh. Có ghế hơi ạ, shop ở 219 Trung Kính nha anh. Ship Thanh Hóa chắc là rơi vào tầm khoảng 130 đến 140, nhưng mà shop hỗ trợ chị 40.000 nha chị Lã Thanh Huyền. Chị đặt hàng hôm nay chị chỉ cần thanh toán cho em là 100 thôi ạ. Ghế hơi giá 698.000 nha anh. Ghế hơi hôm nay em quên mấy em không mang lên, để mai em like thì em sẽ mang lên cho anh xem nha. Hoặc anh inbox vào cho shop đi, để shop gửi hình cho anh nhá. Có ghế hơi nha. Ok chị Huỳnh Thiên Huy, chị lên inbox cho shop trước nha chị.
bên em chắc là nhờ bình luận comment của các bạn là không inbox cho chị trước nên là các chị là lên inbox trực tiếp cho shop nha. Shop sẽ gửi hình này giá đầy đủ cho mọi người nhá. À không bị xẹp đâu anh Hoàng Hải Lý nhá. Đó, ba em lên làm cho chị. Đây đây để em cho ba đứa lên làm cho anh xem. Con mơ cao nhất không bao giờ bị xẹp. Nằm rất là êm ở trên phủ tranh một lớp tuyết nhung anh nhá. Ở dưới thì làm bằng nhựa PVC chống thấm anh ạ. Vệ sinh cũng rất dễ dàng, anh có thể mang đi du lịch được ạ. Ok chị Huỳnh Thiên Huy, chị lên inbox vào shop đi ạ. À, không bị xẹp anh nhá. Anh Hoàng Hải Ly ơi, anh muốn mua mẫu... À, chị Hoàng Hải Ly ơi, xin lỗi chị nha. Chị muốn mua mẫu nào để em tư vấn ạ? Mẫu 3 bạn đang làm giá là 1.198.000. Chiều dài là 22, chiều rộng là 1.5 chị nha. Cao 40 phân nhá. Cả gia đình 4 người nằm thoải mái. Ê, cảm ơn chị Nguyễn Thanh Nhàn nhá. Chị lên chia sẻ giúp em để nhận quà nhá chị. Ok anh Bùi Văn Đoàn, anh mua đi, shop sẽ tặng khuyến mại cho anh một bạn nhá. Anh lên chia sẻ giúp shop nhá. Lên anh chia sẻ vào 10 nhóm, shop sẽ tặng cho anh 5 món quà nha anh. Đấy mẫu này ba bạn ngồi nằm lăn lê thoải mái không bị xẹp ạ. Ở trên nó phủ một cho mình một lớp tuyết nhung nằm rất là sướng nhá. Mẫu màu xanh, mẫu màu hồng bên này cũng rất là đẹp nha. Mấy cái hồng kia bao nhiêu? Cái hồng ở dưới giá là 998.000 nha chị. Ở trên giá là 898.000 ạ. Lấy một nệ. Ok chị Bảo Vi, chị Bảo Vi lên inbox cho shop nha. Để shop chốt đơn hàng cho chị. Ok chị. Đây ạ. Mẫu 1.198.000. Mẫu này đang hot nhất bên em nhé. Chiều dài là 2m2, chiều rộng 1m5, cao 40 phân. Cả gia đình làm 4 người thoải mái ạ. Đào Trúc Giang cho em xin kích thước chất liệu vậy. À vâng, đệm này làm từ chất liệu là PVC chống thấm chị nhá. Ở trên nó phủ cho mình một lớp tuyết nhung nằm rất là êm nhá. Chiều dài của con này là 1m5, chiều rộng là 2m2, cao 20 phân. Con này chiều dài chiều rộng y như vậy nhưng chỉ khác là 40 phân thôi, giá sẽ cao hơn. À, được tặng bơ, đúng rồi chị Bảo Vi ơi, chị lên chia sẻ giúp shop dòng người nhóm công khai. Shop sẽ tặng cho chị 5 món quà nhá. Một bơm điện hai chiều để chị bơm đệm này bịt mắt, bịt tai, keo dán, miếng dán, gối ôm hoặc là gối đầu cho chị. Bơm này mọi người mua ở ngoài giá đã là 150.000 rồi ạ. Bơm điện chỉ trong vòng 2-3 phút là được một cái đệm nha mọi người. Có mẫu nào bé bé mít 5 không? Có chị nha. Chị Huyền Thu Nguyễn đây ạ, mẫu mít 5 bên em nè, mẫu nào cũng mít 5. Nhưng mà chị muốn hỏi chiều dài hay là chiều rộng là mít 5 hả? Mít 5, 2, mít 2, cao 20 phân đi ạ. Vừa sửa được cái chốt hả chị, cái chốt sửa được nhá chị, cái chốt mình sửa được chị ạ. Dạ em chào chị Phương Thảo nha. Có hình gấu nâu không ạ? Có hình gấu nâu nhưng mà chiều dài của nó chỉ là 2m1 thôi chị nhá, 2m1, rộng là 1m2, cao 20 phân, giá 898.000 ạ. Ok chị Bảo Vi, chị Bảo